Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1176, người cẩn thận hai Trong lúc hắn cảm giác quả thực đối phương đang làm loạn thì chỉ thấy thanh niên kia dường như đã nghe lời khuyên của hắn, cho nên đang trần chờ một chút, sau đó thu hồi trường kiếm. Như vậy còn tạm được, nhiều. Khẽ gật đầu, vừa mới cảm giác đối phương cũng coi như biết nghe lời thì đã thấy cổ tay tên này khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đại truy thiết truy này so với binh khí mà luyện khí sư rèn luyện còn lớn hơn. Giống như là thứ mà thợ thủ công trên công trường sử dụng vậy, chất liệu cũng rất là thấp kém, không biết đối phương lấy được từ chỗ nào. Người muốn làm gì? Khiếp sợ tới mức ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, chỉ thấy thanh niên kia đang dơ thiết trùy lên, trực tiếp đập tới cột đá. Mẹ nó! Trước mắt tối sầm lại, ngực buồn bực một hồi, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi hắn để cho thiên cơ thứ phá giải bia đá thiếu chút nữa đã bị châm nhỏ bắn cho thành cái sàng mà người này lại dùng thiết trụy để cứng rắn đập muốn chết cũng không cần phải làm như vậy a à. luống cuống tay chân mở thiên cơ tán ra cả người giống như chim nhỏ núp ở phía mặt sau ngay cả động cũng không dám động sau đó hắn lập tức nghe thấy một đạo thanh âm giống như là chuông lớn vang lên chấn cho người tê cả ra đầu Giang rác giang rác tiếng giòn vang liên tiếp giống như là trứng gà vỡ, sau đó không có thanh âm nào nữa. Được rồi, đã mở ra. Trong lúc hắn đang nghi ngờ tại sao không có châm nhỏ phóng tới thì đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của người thanh niên kia vang lên. Hắn lặng lẽ từ phía sau thiên cơ tán đưa đầu ra, chỉ nhìn thoáng qua, thân thể lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này, cái này. Con mắt hắn trợn trừng đến mức sắp rơi ra, giống như là gặp quỷ vậy audio điện tử võ tấn bền. Chỉ thấy bia đá ở ngay phía trước đã biến mất không thấy gì nữa, trước mắt xuất hiện một cái cửa cao lớn, một loạt thềm đá trực tiếp kéo dài xuống phía dưới, nối thẳng với đáy sông ở lòng đất cách đó không xa. Đã mở ra rồi sao? Không riêng gì hắn, đám người lạc thất thất, hình viễn ở bên cạnh cũng đều ngẩn ngơ. Ngô Trấn, đường đường là thiên công sư ngô tinh, cơ quan đại sư nổi danh trong toàn bộ học viện thử ba lần, làm cho mọi người rất là chật vật. Kết quả, cũng không có một chút tác dụng nào, mà tên này, cầm thiết chùy hung hăng đập một cái thì lại trực tiếp phá vỡ được. Có lầm hay không vậy? Suốt cuộc ngô trấn là thiên công sư ngũ tinh hay là ngươi là? Địa cung chân chính ở phía dưới, khó trách không khí nơi này thông suốt như thế. Lại không tìm thấy lỗ thông gió, hóa ra bí ẩn là ở đây. Sau khi hết khiếp sợ, lạc thất thất không nhịn được mở miệng một tiếng vừa đến thì đã phát hiện ra không khí trong này rất mới mẻ lộ ra tin tức vô cùng tốt thế nhưng đồng thời bọn hắn cũng không tìm được lỗ thông gió cũng không tìm ra được nguồn gốc của linh khí lúc này địa cung mở ra thì bọn hắn mới hiểu được bí ẩn hóa ra ở ngay dòng sông phía dưới không khí bên trong địa cung mới mẻ đều là từ dòng sông phản hồi lên đã tìm được địa cung nhanh một chút đi lại cẩn thận quan sát bốn phía nhìn xem rốt cuộc nơi này có quan hệ với Ngô Dương Tử tiền bối hay không. Ngọc Phi Nhi công chúa gật đầu. Mặc dù nàng không thích trương huyền này, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận, quả thực đối phương có năng lực mà thường nhân khó mà có được. Nếu không, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tìm tới cung biện chân chính dưới đất này. Địa cung đã mở ra, thế nhưng ta cảm thấy tạm thời không nên đi vào cho thỏa đáng. Trương Huyền nói, vì cái gì chứ, Ngọc Phi Nhi công chúa nhìn qua phía hắn. Đây là cơ quan phong tỏa, che giấu địa cung. Như vậy nếu có bí mật gì thì tất nhiên sẽ lấy được đáp án ở bên trong. Sắp biết kết quả tới nơi rồi, vì sao lại không đi vào. Trước cầu, sau cầu tổng cộng có hai tấm bia đá, ta dầm thứ nhất gọi vọng hương cư, tấm thứ hai gọi là vong yêu cư. Đã được gọi là cư, ta cảm thấy có lẽ một tấm bia đá khác cũng là một con đường khác. Cho nên trước khi đi, vẫn nên trước lựa chọn một con đường cho thỏa đáng a. Trương Huyền giải thích, cung điện này cũng chỉ có một cây cầu, hai tấm bia đá, hiện tại một tấm bia đá đã bị phá ra. Như vậy có lẽ phía dưới một tấm khác cũng có địa cung tương tự a. Không sai. Mọi người đồng thời gật đầu. Mới vừa rồi bị sự hưng phấn khi phá vỡ bia đá che kín tâm trí cho nên mọi người cũng không có cân nhắc đến điểm ấy. Cẩn thận mà nói, quả thực có khả năng tấm bia đá kia cũng là một lối đi nếu thật sự là như vậy, như vậy chính là hai địa danh, là hai lựa chọn. Ừm, việc cấp bách trước tiên là phá vỡ bia đá kia trước, sau đó lại đưa ra lựa chọn. Thấy mọi người đã hiểu, Trương Huyền gật gật đầu, lúc đang định nói tiếp thì đã cảm thấy bàn tay buông lỏng, thiết trùy trong lòng bàn tay đã bị người khác đoạt đi. Lập tức có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Ta đi phá giải bên kia. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Ngô Trấn đã chạy qua cầu nối, đến trước mặt tấm bia đá thứ nhất, tay giơ thiết chủy lên rồi đập tới. Tên này quá muốn chứng minh bản thân A. À. Đường đường là thiên công sư ngũ tinh, liên tục ba lần cũng không có phá giải thành công, kết quả lại để cho một người ngoài nghề cầm thiết chủy đập ra. Có thể tưởng tượng ra được sự buồn bực trong lòng của hắn lúc này. Lúc này còn có một tấm bia đá khác có thể chứng minh thực lực của hắn, làm sao hắn có thể lại để cho đối phương làm náo động, cho nên sau khi giành thiết chủy hắn đã vào tới phía trước cẩn thận nhớ lại vị trí và phương hướng mà vừa rồi người thanh niên kia đập, thậm chí còn có lực lượng, hắn hét lớn một tiếng, thiết trùy xé gió, trực tiếp nện xuống bia đá. Ngươi, không có nghĩ tới tốc độ của tên này lại nhanh như vậy, khiến cho người ta phản ứng cũng không kịp. Trương Huyền sửng sốt một chút, lời còn chưa nói hết thì đã thấy ở trong bia đá phía đối diện dòng sông phát ra thanh âm giống như ma sát. Ngay sau đó có vô số châm nhỏ trực tiếp bắn về phía gia hỏa đang ở phía đối diện, phốc, phốc, phốc. Ngô Trấn không có chút phòng bị nào, nghi a à cả thiên cơ tán cũng chưa kịp mở ra thì trước mắt đã tối sầm lại, biến thành một con nhím. Cẩn thận, lúc này hai chữ phía sau của Trương Huyền mới vang lên. Trương 1177, lần nữa đánh cược một. Ngô Trấn phát khóc, ta cũng chỉ muốn chứng minh bản thân mà thôi. Ta đang trêu ghẹo phải ai đây? Mặc dù trong thời khắc mấu chốt hắn bắn chân khí ra, chặn lại được một bộ phận thế nhưng vừa vặn bên trên thân thể vẫn bị đâm chí ít mấy trăm cái châm nhỏ như cũ mỗi một cây đều đâm vào ba phần thịt khiến cho hắn đau đớn không chịu nổi lúc này lại nói cẩn thận thì có tác dụng gì chứ không phải người chỉ dùng thiết truy để cứng rắn đập hay sao vì sao ta lại không làm được cùng một vị trí cùng một lực lượng cũng cùng kỹ xảo kết quả người mở ra thông đạo ta lại bị đâm tới mức người không ra người quỷ không ra quỷ nước mắt chảy xuôi bắp thịt toàn thân nhúc nhích chân khí sao động đánh bay toàn bộ châm nhỏ đâm vào trong thịt cổ tay khẽ đảo lại lấy ra một cái hồ lô rượu lúc trước phi nhi công chúa không cần hắn còn để lại một chút thánh dược chữa thương hiện tại vết thương đầy người ngay cả mặt cũng đều là vết thương nếu như không sử dụng có lẽ sẽ phải mất mạng tại chỗ đây là ngoại thương không có bị thương tới nội tạng suy nghĩ một chút thông qua lời nói của trương sư rồi đưa ra kết luận. Hắn mở nắp bình ra, trực tiếp xốc toàn bộ rượu ngon còn lại lên trên người. Khủ khủ, trương huyền ở phía đối diện sông nhìn thấy một màn này vào trong mắt, khóe miệng khẽ co giật một cái. Hồ lô rượu này đương nhiên hắn còn nhớ kỹ, chính là thứ khi hắn bị đám người la chiêu, phùng sư bức bách, không có cách nào khác mới làm ra. Bên trong có thiên đạo chân khí của hắn, muốn trị thương không có bất cứ vấn đề gì, lúc này đã trải qua vài ngày, chân khí đã sớm phát tán sạch sẽ. có thể nói, trong hồ lô chính là rượu bình thường. đổ vào trên vết thương, có lẽ sẽ rất đau a. À. ah, hắn còn chưa có suy nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng gào thét như giết heo ở phía đối diện, cả người ngô chấn giống như bị điện giật, không ngừng run rẩy. rượu tiếp xúc với vết thương giống như là đổ muối, khiến cho hắn sắp ngất đi. tiểu thất nhanh cho hắn dùng một viên đan dược chữa thương, nếu không ta sợ hắn không sống nổi. Thấy đối phương có quắp nửa ngày, miệng bắt đầu sùi bọt mép, Trương Huyền quay đầu phân phó một tiếng. Vâng, Lạc Thất Thất vội vàng đi tới, lấy ra một viên đan dược chữa thương, lại cậy miệng ra rồi cho đối phương ăn vào. Đan dược vào người, lúc này vẻ mặt của Ngô Trấn mới khá hơn một chút. Mặc dù châm nhỏ đâm ở trên người không đến mức chí mạng, thế nhưng số lượng rất nhiều, đối với thân thể người vẫn có tổn thương rất lớn cho dù phục dụng thuốc chữa thương đã không có trở ngại, thế nhưng cũng làm cho hắn chí ít cũng đã mất đi nửa cái mạng. Trước mắt biến thành màu đen, miệng sưng đỏ, không có sinh long hoạt hổ như trước đó nữa. Đứng dậy, lần nữa nhìn về phía trương sư cách đó không xa, ngô trần im lặng nức nở. Ngươi là kẻ lừa gạt. Thiết trùy phá bia đá, thánh dược trị ngoại thương. Tin ngươi, quả thực là gặp quỷ A. Vẫn để ta tới đi không nghĩ tới vị ngô trấn này lỗ mãng như thế còn chưa nói dứt lời thì đã tiến lên phá bia trương huyền bất đắc dĩ lắc đầu mang theo đám người hình viễn đi tới trước mặt lại khẽ vươn tay cầm thiên cơ tán từ trong tay hắn ra cổ tay run lên thiên cơ thứ xuất hiện trương huyền trực tiếp đâm về phía bia đá trước mắt đinh 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 liên tục ba lần ngay sau đó là thanh âm cơ lò so vang lên kẹt 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 bia đá chậm rãi mở ra cũng giống như trước đó, biến thành một cái cửa cao ngất. Không phải dùng thiết trùy sao? Ngô Trấn run rẩy một cái. A, à, phá giải cơ quan, cần phải căn cứ vào tình huống thực tế để tùy cơ ứng biến, tấm bia đá này dùng thiên cơ thứ là được." Trương Huyền nói. "Ngô Trấn." Không để ý tới Ngô Trấn đã sụp đổ ở bên cạnh, mọi người đi tới trước mặt cánh cửa này. Giống như phía đối diện xôi, đằng sau cánh cửa quả nhiên cũng có một cái thềm đá đi xuống phía dưới lòng sông, nhìn không thấy tận cùng. Rất rõ ràng không cùng một chỗ với thềm đá bên trong cánh cửa bên kia. Quả nhiên là hai địa cung. Bọn họ biến sắc, lúc đang muốn nói chuyện hát tiếp đột nhiên cảm thấy mặt cầu ở cách đó không xa lắc lư một hồi, một đạo thanh âm cơ lò sò vang lên, ngay sau đó đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chúc mừng các người đã mở ra hai cánh cửa, chỉ có điều, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một lối đi vào ta cho các người thời gian một nén nhang, một khi đi vào trong cửa thì sẽ không có cách nào lui về phía sau, chỉ có thể hướng về phía trước mà thôi. Thanh âm cao ngất vang lên, lạnh lùng mà trầm mặc, khiến cho người ta có một loại cảm giác không lưu loát. Là cơ quan lưu âm. Lúc này Ngô chấn cũng không đoái hoài tới vẻ u oán nữa mà mở miệng giải thích. Cơ quan lưu âm. Tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Ừm, một chút cơ quan lợi hại chẳng những có thể chế tạo ra trận pháp và khốn cảnh mà cũng có thể ghi chép ngôn ngữ của nhân loại thông qua cơ lò so đụng vào để thể hiện ra âm thanh nhân loại ngô trấn nói a hát trương huyền ngạc nhiên chỉ có điều hắn suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được ở kiếp trước hộp âm nhạc là thông qua cơ lò so để khởi động diễn tấu nhạc khúc mà thiên công sư lại nhanh nhẹn linh hoạt như thế cho nên nếu muốn thông qua thủ đoạn tương đồng để mô phỏng tiếng người hẳn cũng không phải là việc khó. Trước tiên không quản những thứ này, chúng ta vẫn nên cân nhắc lựa chọn như thế nào a. À? Ngọc Phi Nhi công chúa cắt ngang lời nói của Ngô Trấn, nói: "Ừm, mọi người lên tiếng. Vừa rồi có lẽ là vì mọi người đã mở ra hai cánh cửa, cho nên lúc này mới phát động thanh âm nhắn lại từ trong cơ quan." Dựa theo ý tứ trong lời nói thì nhất định mọi người phải lựa chọn từ một trong hai cánh cửa. Hơn nửa thời gian, cũng chỉ có một nén nhang. Rất là gấp gáp. Lựa chọn như thế nào hẳn phải phán đoán từ chữ viết trên tấm bia đá để lại trước đó. Bên này cầu chính là vọng hương cư, hẳn là ngô dương tử tiền bối nhớ nhà mà để lại. Nói như vậy, cũng là có thể là ngô dương tử tiền bối đã từng ở lại địa cung. Mà vọng yêu cư ở phía đối diện thì hẳn là nơi những người giam giữ ngô dương tử tiền bối ở lại. Trần chờ một chút, là thất thất nói ta đồng ý với quan điểm của thất thất. Ngọc Phi Nhi công chúa gật đầu. Mấy người hình viễn, ngô chấn cũng đồng thời lên tiếng. Những việc này, vừa mới tiến vào trong lòng đất thì bọn hắn đã phân tích ra hết, tự ý tứ trên mặt chữ là có thể giải thích thông được, không được coi là quá khó khăn. Quan điểm của ta thì không giống các ngươi. Trương 1178, lần nữa đánh cực hai. Trương huyền nhíu nhíu mày, nói. Lão sư có cao kiến gì không? Lạc thất thất nhìn qua. Những người khác cũng tập trung ánh mắt lại. Vị thanh niên này từ khi tới đây đã để lại quá nhiều biểu hiện kinh diễm, hiện tại mọi người cũng không dám khinh thị với hắn nữa. Ta lại cảm thấy vòng yêu cư là nơi mà ngô dương tử tiền bối ở lại, về phần nguyên nhân, ta cũng không nói được quá rõ ràng. Trương Huyền nói, chạm vào bia đá, thư viện chỉ biểu hiện ra là cơ quan do ai chế tạo, cũng không giải thích địa cung ở phía dưới có quan hệ gì với ngô dương tử kia. Bởi vậy, đưa ra loại kết luận này cũng là phán đoán chủ quan của hắn cũng không có căn cứ gì cả làm sao có thể chứ phi nhi công chúa nhếch miệng lên hư lạnh một tiếng ngô dương tử tiền bối bị người ta bắt về luyện khí nhất định trong lòng sẽ rất bi phẫn tức giận còn không kịp làm sao có thể vong yêu được chứ đúng vậy a à, tiền bối bị bắt nhất định là nhớ về quên quán cho nên mới tạo ra nó ta đồng ý với quan điểm của lục công chúa hình viễn gật đầu lão sư, nói như vậy, chẳng lẽ lão sư đã phát hiện ra cái gì sao? Biết lão sư không có khả năng nói lung tung, lạc thất thất không nhịn được hỏi. Cũng không có phát hiện ra cái gì, chỉ là ta cũng có chút hiểu rõ về thư họa. Vừa rồi nhìn ba chữ vọng hương cư mang theo sát lục chi khí, ta cảm thấy không giống như một vị luyện khí đại tông sư để lại. Mà vong yêu cư thì cảm xúc ôn hòa, ý cảnh xa xăm, càng giống là một vị đại sư lưu lại, cho nên mới có ý tưởng này. Trương Huyền nói, ta cũng có loại cảm giác này. Diệp Tiền ở bên cạnh nói chen vào. Hắn là thi họa sư ngô tinh, đối với ý cảnh mà chữ viết để lại cũng có cảm xúc. Trước đó chúng ta đã nói, có sát lục chi khí cũng là bình thường, ngô dương tử tiền bối bị bắt, lại bị giam ở đây, nếu như không có loại tâm tình này mới khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vong yêu cư, ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có người bắt người mới vô ưu vô lực, cảm xúc ôn hòa như thế phi nhi công chúa lắc đầu ta lựa chọn cái địa cung này bản thân đã có ý kiến với trương huyền giờ phút này thấy hắn phán đoán bằng cảm giác cũng không có bất kỳ căn cứ gì cho nên nàng lập tức có khí thế ta cũng lựa chọn địa cung này hình viễn cũng gật đầu phi nhi công chúa đi đâu thì hắn đi đó huống chi hắn cũng cảm thấy đối phương nói có lý có cứ ngược lại lý do của trương sư lại không đầy đủ người thì sao thấy có người đi theo mình phi nhi công chúa quay đầu nhìn về phía ngô trấn ở cách đó không xa ta ngô trấn trần chờ một chút ta cũng lựa chọn cái này rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy đối phương nói rất chính xác diệp tiền người thì sao thấy lại có một người muốn đi bên mình rốt cục phi nhi công chúa cũng đã cảm thấy có một loại cảm giác chiến thắng nàng hài lòng nhìn về phía vị thái tử đang ở cách đó không xa ta cảm thấy lời nói của trương sư là đúng diệp tiền gật đầu đang định nói tiếp thì chỉ thấy công chúa ở phía đối diện nhướng mày lên hắn không nhịn được rụt cổ lại nói chỉ là ta vẫn là quyết định lựa chọn bên này như vậy còn tạm được thấy vị học đệ này tương đối thức thời phi nhi công chúa hài lòng khẽ gật đầu khóe miệng nhếch lên lại nhìn về phía trương huyền cách đó không xa mang theo tư thế của kẻ chiến thắng tốt sáu người đã có bốn người lựa chọn bên này người nhanh chóng quyết đoán đi không phải ngươi đánh cược thắng lão nương sao lần này ta nhìn ngươi thắng thế nào a à? ta vẫn là lựa chọn phía đối diện đối mặt với khiêu khích của đối phương trương huyền lắc đầu lập tức nhìn về phía lạc thất thất ngươi lựa chọn chỗ nào ta lạc thất thất trần chờ một chút ta sẽ đi cùng lão sư một chỗ thất thất không nghĩ tới hảo hữu của bản thân lâm trận làm phản ngọc phi nhi tức giận vội vàng khuyên can không phải ngươi cũng đồng ý suy đoán trước đó của chúng ta hay sao? Con đường kia nhất định không có quan hệ với ngô dương tử tiền bối. Nhất định, ngươi dám đánh cược không? Thấy đối phương nói như vậy, Trương Huyền cắt ngang lời nàng muốn nói, lại nhẹ nhàng cười rồi nhìn qua. Vì sao lại không dám cơ chứ? Ngọc Phi Nhi hất ống tay áo lên. Lần này nàng có tự tin tuyệt đối. Dám là tốt rồi, nhiều người chứng kiến như vậy ta cũng không sợ người quyệt nợ, lần trước là một vạn viên linh thạch trung phẩm, lần này thì không giống nữa, đổi thành một viên linh thạch thượng phẩm. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, lấy nơi ở của Ngô Dương tử tiền bối để phân thắng thua. Nếu như con đường mà ta lựa chọn là chính xác, ngươi sẽ thua. Ngươi phải đưa cho ta một viên linh thạch thượng phẩm, trái lại. Thân phận tỷ nữ của ngươi bị hủy bỏ, chúng ta không thiếu nợ nhau. Tốt, nếu như ngươi thua thì không chỉ hủy bỏ thân phận tỷ nữ mà còn phải trả lại ta 700 viên linh thạch trung phẩm, còn nữa, còn nữa. Ngọc Phi Nhi công chúa cắn răng nói một câu. Rót rượu cho ta. Tốt, ta sẽ rót rượu cho ngươi. Trương Huyền gật đầu. Quyết định như vậy đi. Ngọc Phi Nhi công chúa cười lạnh. Ngươi cứ đợi đến lúc thua đi. Chúng ta đi. Nói xong nàng dẫn đầu đi vào cửa đá trước mắt. Đám người hình viễn, diệp tiền, Ngô chấn theo sát phía sau Chúng ta cũng đi thôi Thấy các nàng đã đi đến thềm đá Đi xuống phía dưới Trương Huyền cũng không nói thêm lời nào Mà gọi là thất thất một tiếng Sau đó bước qua cầu đá Đi tới một cánh cửa khác Trương 1179 Một bàn tay một Cửa đá màu ngâm đen Lạc thất thất tiến về phía trước một bước Ném ra mấy viên giả minh châu Chiếu sáng bên trong Hai người dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới tiếng nước từ bên trên vang vọng, càng ngày càng vang dội. Cho dù nơi này là ở phía dưới sông, thế nhưng cũng không có vẻ ướt át, ngược lại còn rất là khô hanh, hơn nữa không khí càng ngày càng mới mẻ, khiến cho người ta có một loại cảm giác linh khí đầy đủ. Linh khí là từ dòng sông bên trên hấp dẫn vào, đoán chừng nơi này có một tụ linh trận đặc thù nào đó. Nhìn quanh một vòng, lạc thất thất hạ giọng nói. Ừm, um, Trương Huyền gật đầu, đoán chừng bên trong dòng sông có một tụ linh trận to lớn, có thể hấp thu linh khí từ nơi đó, lại không làm cho bất kỳ người nào chú ý. Có những linh khí này rót vào, coi như đây là lòng đất thì cũng tuyệt đối được coi là bảo địa tu luyện, khiến cho người ta cảm thấy không đến nỗi buồn bực. Kẹt kẹt, mới vừa đi một hồi thì đã nghe thấy tiếng oanh minh trên đầu. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa vừa rồi đã khép lại rồi biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, tối sầm mặt lại, Vội vàng trở lại điểm xuất phát, lúc này cả hai mới phát hiện ra cơ quan đã phong tỏa thông đạo đi vào. Là đoạn long tỏa mà Thiên công sư Lục Tinh mới có thể chế tạo ra được. Sắc mặt Lạc Thất thất tái nhợt. Ừm, xem ra đối phương nói chỉ có một lần cơ hội lựa chọn là sự thật. Một khi đoạn long tỏa khóa lại, ngay cả Thiên công sư Lục Tinh cũng khó mà mở ra. Có lẽ chúng ta sẽ không ra được, những người khác cũng đừng hòng đi vào. Vẻ mặt Trương Huyền rất là nghiêm túc trước đó thanh âm phát ra ở trên cầu đá nói chỉ có thể lựa chọn một con đường rồi đi vào. Vốn hắn còn tưởng rằng là tùy tiện nói một chút, hiện tại xem ra là sự thật. Đoạn long tỏa, lần trước ở trong vô hồn mộ hắn đã gặp qua. Một khi khóa kín, nhất định phải sẽ dùng man lực vượt qua thiên công sư lục tinh mới có thể phá giải, nếu không, dù dùng biện pháp khác cũng không ra được. Nói cách khác, một khi đóng cửa lại, hai người bọn họ chỉ có thể bị nhốt ở nơi đây, cũng không có cách nào rời khỏi theo đường cũ nữa. Lão sư, làm sao bây giờ? Lạc thất thất nhìn quanh. Trong đám đồng học cùng năm nàng được coi là nhân vật quát tháo phong vân. Thế nhưng ở trước mặt trương sư, từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tạo thành một loại cảm giác ỉ lại, cảm thấy nếu là chủ ý mà đối phương đưa ra thì nhất định sẽ là tốt nhất. Nếu không, cũng không có khả năng nàng cảm thấy lời nói của Ngọc Phi Nhi là đúng mà cuối cùng vẫn đi cùng vị trương sư này như cũ. Đã chỉ có thể lựa chọn một lối đi thì cũng đã nói rõ đám người hình viễn bên kia cũng bị đoạn long tỏa khóa lại. Tiếp tục tiến lên đi, đi xuống bên dưới cũng không nhất định sẽ là ngõ cụt. Lông mày nhíu một cái, Trương Huyền nói. Ừm, um, Lạc Thất Thất cũng hiểu vấn đề này cho nên mới khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục đi xuống phía dưới, không lâu sau đã đi tới một căn phòng không lớn. Dưới dạ Minh Châu chiếu rọi, một cái bàn đá và hai băng ghế đá, thoạt nhìn chất phác xuất hiện. Căn phòng không có cửa sổ, cũng không có cửa, giống như là một ngõ cụt, đã đi đến cuối con đường rồi vậy. Nhỏ như vậy sao? Lạc thất thất nhíu mày một cái. Trước đó đại điện có mấy trăm mét vuông, vốn nàng cho rằng nơi này đã là địa cung chân chính thì ít nhất phải có diện tích lớn hơn mới đúng. Không nghĩ tới lại chỉ có hai, ba mươi mét, cái gì cũng không có. Không giống như là địa cung, ngược lại lại có chút tương tự với lồng giam. Đường cùng, chẳng lẽ, đã đi nhầm thật sao? Vẻ mặt Trương Huyền cũng rất khó coi. Lựa chọn con đường này cũng không phải là làm loạt, mà là có căn cứ nhất định, chỉ là. Nhìn cục diện trước mắt, căn phòng này rất chật hẹp, không có thông đạo, chẳng lẽ, hắn đã chọn sai thật sao? Sẽ bị vây chết ở chỗ này hay sao? Mặc kệ là chính xác hay là sai lầm, xây dựng thông đạo dưới lòng đất sâu như vậy, lại đặt đoạn long tỏa, có lẽ không chỉ có một căn phòng nhỏ như thế. Có lẽ sẽ giống như trước đó, có cơ quan gì đó ở đây. Nhìn quanh một vòng, đè nén sự nóng nảy trong lòng, Trương Huyền mở miệng nói. Đoạn long tỏa, coi như là thiên công sư lục tinh cũng là đồ vật cực kỳ chân quý, không nói tới kỹ xảo cơ quan, chỉ nói tới việc cho dù là thánh giả bình thường cũng khó mà phá vỡ được. Thứ này cũng không phải là thứ mà chất liệu bình thường có thể làm được dùng vật chân quý như vậy để phong bế thông đạo chỉ dùng để che giấu một cái phòng nhỏ như vậy vừa không hợp lý vừa không hợp tình ta cẩn thận tìm xem lạc thất thất lên tiếng dẫn đầu đi tới trước mặt bàn đá đưa tay sờ đi qua ngón tay đụng một cái rồi lập tức thu hồi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không có cho bụi trương huyền cũng tới đến trước mặt đưa tay sờ một cái vẻ mặt cũng ngưng trọng bàn đá và băng ghế đá này không biết đã để ở chỗ này bao nhiêu năm Thế nhưng lại không có chút cho bụi nào, sạch sẽ chỉnh tề, giống như có người thường xuyên quét dọn qua vậy. Chẳng lẽ, trong này có người ở lại. Con người là thất thất co rụt lại. Chỉ là cơ quan phát âm thì còn có thể tiếp nhận, nếu như còn có người còn sống. Vậy thì sẽ không giống vậy nữa. Nguy hiểm sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Đây chính là thế lực mà lúc trước có thể mạnh mẽ bắt luyện khí sư lục tinh đỉnh phong như ngô dương tử lại. Mạnh mẽ không thể nghi ngờ nếu như còn có người sống bằng vào thực lực của bọn hắn nhất định sẽ khó mà đào thoát được trận kỳ phía ngoài là do ta rút đi từng cái căn cứ vào quan sát của ta những trận kỳ này một mực thủ hộ nơi này ít nhất cũng đã hơn 2.000 năm không có người động tới hơn 2.000 năm chờ đợi ở tổng địa cung không đi ra không có người nào có tuổi thọ dài như vậy a à. vẻ mặt nghiêm túc trương huyền nói hóa phàm cảnh thể chất nhảy vọt trải qua tăng thọ cảnh tẩy lễ tuổi thọ cũng chỉ có 2, 300 tuổi, không có khả năng cao hơn. Coi như đã tới thánh cấp, cấp độ sinh mệnh lần nữa phát sinh biến hóa thì tuổi thọ 1.000 năm cũng đã đến cuối cùng. Hắn chưa từng nghe nói qua có vị thánh giả nào có tuổi thọ vượt qua 2.000 năm. Thậm chí ngay cả thiên nhân khổng sư cũng phải biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không có người nào có thể sống sót vĩnh viễn. chương 1180, một bàn tay hai. Trận kỳ của địa cung hơn 2.000 năm không nhúc nhích, cũng đã chứng minh không có người đi ra nếu như bị nhốt ở trong hang động lâu như vậy mà còn sống chuyện này làm sao có thể coi như mặc hồn sinh lúc trước thân là vua hồn sư tuổi thọ dài nhất nếu như không có cửu thiên liên thai bảo hộ không ngừng trải qua hồn lực ngũ suy thì cũng không sống nổi lâu như vậy như vậy đã không có người sống thì tại sao nơi này lại không có cho bụi lạc thất thất cũng biết nguyên lý này nhưng cái bàn trước mắt lại sạch sẽ chỉnh tề giống như được người ta thường xuyên lau vậy phải biết rằng nơi này là sơn động có nham thạch cũng có bụi bặm tích lũy cho bụi là chuyện tất nhiên không có người sống chuyện này nên giải thích như thế nào đây cái này ta cũng không biết trước tiên đừng có xoắn suýt những thứ này việc cấp bách là tìm xem có cơ quan hay không trước tiên rời khỏi nơi này rồi lại nói nếu không bị nhốt ở nơi đây coi như bên trong giới chỉ chữ vật có nhiều đồ ăn hơn nữa thì cũng chỉ có một ngày tiêu hao sạch sẽ. Trương Huyền cắt ngang suy nghĩ lung tung của nàng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là nghiên cứu có người sống hay không. Một hang đá lớn như vậy, cho dù có người thì cũng có thể nhìn thấy, không cần thiết phải xoắn xuýt. Hiện nay chuyện mà hai người phải làm nhất chính là tranh thủ thời gian tìm đường ra. Chạy ra ngoài rồi lại nói, nếu không, nương theo thời gian trôi qua ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì hắn cũng không muốn tham gia thí luyện mà bị vây chết ở chỗ này ừm lạc thất thất gật đầu vội vàng hướng sờ lên bức tường bốn phía trương huyền cũng dùng ngón tay đụng vào các bức tường đồng thời trong đầu khẽ hô một tiếng thiếu sót siêu một quyển sách xuất hiện ở trong đầu hắn vội vàng mở ra thanh cương nham tính chất cứng rắn sinh trưởng dưới đất do địa mạch đối bính sinh trưởng mà thành nhìn thoáng qua trương huyền im lặng thiên đạo thư viện chỉ có đụng chạm đến thì mới có thể thể hiện ra hiện tại hắn chạm đến bức tường mà không phải là cơ quan cho nên tự nhiên n o cũng biểu hiện thuộc tính của đá chung quanh ngón tay dọc theo bức tường nhẹ nhàng trượt về phía trước nơi này là nham thạch tất nhiên sẽ có chỗ là cơ quan chỉ là thủ đoạn của đối phương rất cao minh thiết kế cơ quan và nham thạch giống nhau như đúc cho nên hắn mới không nhìn ra mà thôi răng rác trong lúc đang dọc theo bức tường tiến lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng cơ lò sò bị xúc động vang vọng, ngay sau đó thanh âm hưng phấn của lạc thất thất vang lên. Con đã tìm được quan. Vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy nham thạch ở tay của lạc thất thất đã lõm xuống đi mấy tấc, giống như là cơ quan nào đó đã bị nàng đè xuống. Kéo kẹt, kéo kẹt, cơ lò sò phát ra thanh âm nặng nề, một cái cửa đá không lớn chậm rãi mở ra ở trước mặt lạc thất thất. Lão sư, người mau nhìn, la lên một tiếng cái tay còn lại lấy ra một viên dạ minh châu đang định ném vào cửa đá để nhìn rõ chung quanh thì đã thấy một bàn tay siêu một cái bỗng nhiên từ bên trong đưa ra ngoài trực tiếp cầm cổ lấy của nàng nhấc nàng lên cái bàn tay này cực kỳ thô to giống như đùi của người bình thường ngay cả khớp xương cơ bắp cũng có vẻ hơi chút béo phệ làn da màu xám cho không giống như là màu da mà người sống mới có nguy rồi lần biến cố này xảy ra cực nhanh Trương Huyền cũng không có kịp phản ứng, con người không kìm lòng được một co rụt một cái. Thiên đạo thân pháp vận chuyển, bỗng nhiên vọt lên. Người còn ở giữa đường thì băng vũ kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không chém ra một cái, một đạo kiếm mang trực tiếp bổ về phía trước. Nhìn thấy kiếm mang sắc bén, bàn tay buông lạc thất thất ra, lại cong ngón búng ra. Đinh! Móng tay ngăm đen va chạm với mũi kiếm, Trương Huyền lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, cả người giống như bị thiên thạch đánh trúng, ngược cảm thấy khó chịu một hồi. Sau đó thân thể trực tiếp bay đi về phía sau. Phanh. Sống lưng hung hăng đụng vào trên vách tường, đập ra một cái hố hình người, yết hầu ngòn ngọt, ngọt, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Gần đây thực lực hắn tăng lên nhiều, bất kể là lực lượng hay là thủ đoạn cũng có bay vọt về chất, thậm chí còn có lực lượng có thể so với hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh trung kỳ. Kết quả nghi a à cả một ngón tay của đối phương cũng không có kháng cự lại được ít nhất đã đạt đến hóa phàm bát trọng, thậm chí còn cao hơn. Khuôn mặt xám xanh, tay trương huyền cầm chuôi kiếm, ngón tay trắng bệch. Hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân, cũng dùng kiếm thuật, kết quả lại bị một móng tay của đối phương bắn bay, trực tiếp thổ huyết. Như vậy thực lực của đối phương, chỉ sợ đã sớm vượt qua quy nhất cảnh, đạt đến hóa phàm bát trọng đạp không cảnh, thậm chí còn cao hơn. Cũng chỉ có thực lực như thế mới có loại lực lượng khiến cho hắn có cảm giác tuyệt vọng như vậy siêu. Bên này hắn bị đánh bay, bị thương, bàn tay khổng lồ của đối phương lần nữa đánh về phía lạc thất thất. Đáng giận, lúc này lạc thất thất cũng kịp phản ứng. Bất kể nói thế nào thì nàng cũng là cao sinh được danh sư học viện bồi dưỡng ra. Là cường giả hóa phàm lục trọng đỉnh phong, vừa rồi không có chú ý bị đối phương nắm cổ, lúc này đã khôi phục lại, nàng khẽ kêu một tiếng, cũng đâm một kiếm ra ngoài. Kiếm mang của nàng như là đạo trường hồng, trói lóa mắt, lực lượng 10 phần, vừa nhìn đã biết lý giải và tu vi trên phương diện kiếm thuật so với Trương Huyền cũng không kém chút nào. Không ngờ cũng đạt tới cảnh giới hạ kiếm tâm. Siêu siêu, thấy nàng phản kháng, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên co lại. Đinh, trường kiếm trong tay là thất thất lập tức tuột tay bay ra, cắm ở trên vách tường cao ngất, không ngừng lắc lư. Mau lui lại. Biết dùng loại thực lực như bọn hắn thì nhất định sẽ không có cách nào chống cự lại bàn tay lớn này thiên đạo thân pháp được thi triển, Trương Huyền xuất hiện ở trước mặt lạc thất thất, chân khí bao phủ rồi trực tiếp nhấc lên nàng lên, sau đó chợt lách người thối lui đến góc tường. chương 1181, tính sai 1. Lão sư, đây là cái gì? Gương mặt xinh đẹp của lạc thất thất trắng bệch. Một chiêu toàn lực lại bị đối phương tiện tay đánh bay, ngay cả chút ra cũng không có bị phá, xem như nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không biết, chỉ có điều, thực lực không phải là thứ mà chúng ta hiện tại có thể đối phó. Trương Huyền nhanh chóng nói một tiếng, đồng thời vận chuyển thiên đạo chân khí, khôi phục thương thế vừa rồi. Có là người tính sai cơ quan, cho nên đã thả ra đồ vật gì đó. Ta thả ra, thân thể mềm mại của lạc thất thất run rẩy một cái, tràn ngập hối hận. Quả thực, vừa rồi nàng đã chạm đến cái cơ quan nào đó, cho nên lúc này mới xuất hiện bàn tay cực lớn này. Ừm, Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra đối phương là cái gì, chỉ có điều, nhìn bộ dáng bàn tay cũng đã khiến cho ta nhớ tới một vật. Trương Huyền nhướng mày. Cái gì vậy? Lạc Thất Thất nhìn qua. Dị Linh tộc. Phun ra một ngụm trọc khí, Trương Huyền đã hoàn toàn khôi phục thương thế vừa rồi. Tộc bị Khổng Sư đuổi đi? Dị Linh tộc. Toàn thân cứng đờ, Lạc Thất Thất không thể tin được. Không sai, ta đã từng gặp tộc nhân dị linh tộc mặc dù màu da của bàn tay to lớn này không quá giống thế nhưng xương cốt khớp xương lại không có khác biệt quá lớn trương huyền nói sở dĩ hắn lựa chọn lối đi này mà không chọn lối đi của ngọc phi nhi mặc dù hắn có lý do nói không nên lời thế nhưng cũng vẫn có căn cứ nhất định bên trong ba chữ vọng hương cư để lộ ra sát lục chi khí cũng không phải là nhân loại đơn thuần mới có mà là đặc hữu của dị linh tộc khi thi đấu danh sư Hồng Sư vì khảo nghiệm dũng khí của bọn họ cho nên đã từng thả ra một tộc nhân dị linh tộc. Loại sát lục chi khí kia hắn tuyệt không có khả năng nhớ sai, cùng sát lục chi khí từ bên trong ba chữ tiết lộ ra ngoài, giống nhau như đúc. Bởi vậy, hắn cũng không cảm thấy đây là chữ do Ngô Dương tử tiền bối oán hận bị bắt cho nên mới để lại. Vốn hắn cho rằng là hắn đoán sai, không nghĩ tới. Nơi này quả thật có thứ này. Hơn nữa, hiện tại còn xuất hiện ở bên trong một cái địa cung khác chẳng lẽ thực sự hắn đã chọn sai bên kia mới là con đường mà Ngô Dương Tử để lại mà vòng yêu cư này trên thực tế nơi ở của một quái vật to lớn kéo kẹt kéo kẹt trong lúc hai người đang nói chuyện thì thanh âm cơ lò xo so ở phía trước tiếp tục vang vọng cửa đá tiếp tục mở ra vừa rồi chỉ mở ra một cái khe hở chỗ bàn tay đưa ra ngoài nương theo thời gian trôi qua cửa đá đã triệt để mở ra thì thứ ở bên trong sẽ triệt để lao ra ngoài lão sư chúng ta nhanh lên đi nghe thấy ba chữ dị linh tộc cảm nhận được sát lục chi khí vừa rồi trên đầu lạc thất thất đổ đầy mồ hôi gương mặt xinh đẹp trắng bệch mặc dù nàng là danh sư ngũ tinh thế nhưng cũng không chưa tiếp xúc qua với dị linh tộc đột nhiên gặp phải loại tình huống này thì nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với đám người nhược hoan công tử lúc trước phía trên có đoạn long tỏa hơn nữa thềm đá chật hẹp một khi tên này đi ra thì chúng ta sẽ không có cách nào trốn tránh hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ đã có một lần kinh nghiệm, đối với dị linh tộc Trương Huyền cũng không quá khẩn trương, mà là vận chuyển minh lý chi nhãn, ánh mắt lập loè, đưa ra phân tích rất lý tính. Trốn ra khỏi thạch thất chật hẹp này quả thực là suy nghĩ đầu tiên mà bọn hắn nghĩ tới, thế nhưng đây lại không phải là một cái cách làm chính xác nhất. Trên thềm đá chỉ có một con đường, miễn cưỡng để cho hai người sóng vai thông qua. Nếu như dọc theo con đường cũ trốn về, không bao lâu sau vẫn sẽ bị đuổi kịp như cũ. Đến lúc đó bên trên có đoạn long tỏa phủ kín không có cách nào rời khỏi dưới có dị linh tộc vây quét chung quanh lại cực kỳ chật hẹp hai mặt thụ địch bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm vậy chúng ta phải làm sao bây giờ nghe thấy hắn giải thích lạc thất thất cũng hiểu ra vẻ mặt trắng bệch không có biện pháp nào khác tiếp tục tìm kiếm cơ quan nghĩ biện pháp để đi ra khỏi cái thạch thất này rồi lại nói sau nếu không chúng ta cũng sẽ phải chết ở chỗ này trương huyền nói Vận chuyển thiên đạo chân khí, đối với dị linh tộc, hắn không có khẩn trương quá lớn, lại thêm tâm cảnh đã vượt qua 16. Không khắc độ, cho nên có thể phân tích mọi chuyện càng thêm thấu triệt. Con biết rồi. Lạc thất thất khắn răng. Thân là danh sư Ngô Tinh, tuyệt đỉnh thiên tài năm thứ hai của danh sư học Việt, đương nhiên không phải chỉ là hư danh. Mặc dù rất khẩn trương, thế nhưng nàng cũng biết vị lão sư này của nàng nói không có sai một chút nào. Lúc này nàng khẽ gật đầu lần nữa sờ soạng về mặt khác của bức tường. Trương Huyền cũng không có ngừng, một bên tìm tòi một bên la hét hai từ thiếu sót. Thạch thất không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, rất nhanh đã dạo qua một vòng, vội vàng đọc qua trong đầu thư tịch một lần, Trương Huyền nhíu mày. Những sách vở này rõ ràng đều liên quan tới chủng loại nham thạch, đồng thời cũng không có miêu tả về cơ quan. Chẳng lẽ bản thân hắn đã đoán sai, nơi này không có cơ quan gì đó hay sao? Thế nào rồi? hắn quay đầu nhìn về phía lạc thất thất. Mặc dù nữ tử này không bằng tinh thông cơ quan như ngô chấn, thế nhưng làm danh sư ngũ tinh, hiểu biết cơ bản vẫn phải có. Nếu không, cũng không có khả năng động vào cơ lò xo so, thả đại gia hỏa kia ra. Không có. Lạc thất thất lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch dường như nghĩ tới điều gì đó mà tràn ngập ngập ngừng nhìn qua. Lão sư, không biết có cơ quan ở đó hay không. Nói xong nàng chỉ về một phía. Nhìn phương hướng ngón tay nàng, Trương Huyền nhíu mày không thôi. Chính là vị trí cửa đá của tộc nhân dị linh tộc. Sờ khắp thạch thất không tìm được cơ quan, hắn đã có ý nghĩ này, chỉ là không thể tin được mà thôi. Mà lúc này lạc thất thất lại chỉ ra khiến cho hắn không thể không thừa nhận. Chỉ có một lần cơ hội, nếu như bên trong quả thật có cơ quan, hoặc là thông đạo, NWS vậy chúng ta còn có đường sống, không có. Thì cũng chỉ có thể chết ở bên trong. Biết thời gian không thể chậm trễ nổi, nương theo cửa đá từ từ mở ra, bất cứ lúc nào đại gia hỏa kia cũng sẽ lao ra đả thương hai người. Trương Huyền vội nói, cửa đá rất chật hẹp, đằng sau không có đường lùi, chẳng khác nào đã chui vào hẻm, hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Mà muốn có thông đạo thì phải dấn thân vào cửa tử rồi mới sinh được. Vâng, Lạc Thất Thất cũng hiểu biết điểm ấy, cho nên không nhịn được khẽ gật đầu. Trương 1182, tính sai 2. Người trốn ở trước mặt cửa đá, một khi tên này đi ra, ta sẽ từ chính diện hấp dẫn nó, sau đó. Người nghĩ biện pháp đi vào, nếu như có thông đạo thì lập tức chạy trốn, không cần chờ ta. Biết tình huống rất nguy hiểm, Trương Huyền nhíu mày một cái, lặng lẽ truyền âm. Không được, nghe thấy sắp xếp của hắn, khuôn mặt lạc thất thất đỏ lên, vội vàng la lên. Thực lực của đối phương nàng đã nhìn qua, Trương Sư hấp dẫn từ chính diện, tương đương với chính diện đối mặt với đối phương để tạo ra cơ hội chạy trốn cho nàng. Người khác gặp phải nguy hiểm đều lo tới bản thân mình trước, nghĩ làm sao để cho mình may mắn thoát khỏi khó khăn. Mà vị trương sư này lại hy sinh cho nàng, để nàng có thể giữ mạng. Phần ân tình này thực sự quá lớn. Lão sư, khóc mắt nàng đỏ lên. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Đây mới thật sự là lão sư. Vì học sinh có thể liều lĩnh, coi như nàng là danh sư ngô tinh, dù đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi thì sợ rằng cũng không làm được như vậy. Nhanh lên, đừng do dự nữa, nếu không, ngay cả một người cũng không trốn thoát. Trương Huyền nói, con, được rồi. Lạc thất thất cắn răng, khẽ gật đầu, vội vàng đi tới một bên của cửa đá. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, nàng mới vừa nấp kỹ thì cửa đá đã triệt để mở ra, ngay sau đó có một bóng người cao to từ bên trong bước ra ngoài. Là một đại gia hỏa cao gần 3 mét, toàn thân xanh xám, mang theo khí tức tĩnh mịch. Là, dị linh thi nhân khôi lỗi. Con người co rụt lại, lạc thất thất che miệng, thân thể mềm mại khẩn trương mà không ngừng run dày. Thứ trước mắt này cũng không phải là tộc nhân dị linh tộc, mà là dùng thi thể dị linh tộc để luyện chế mà thành khôi lỗi. Dị linh tộc trời sinh đã mạnh mẽ, bất kể thân thể hay là linh hồn và tu vi, vừa ra đời đã chiếm ưu thế hơn so với nhân loại. Dùng loại thi thể này để luyện chế thành khôi lỗi, giống như vô hồn kim nhân vậy. Thậm chí càng thêm cường đại, có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu khi còn sống. Khó trách trước đó hai người một mực suy đoán, hơn 2.000 năm không có người ra ngoài, cho dù có người sống thì cũng đã chết. Không nghĩ tới lại là khôi lỗi. Loại vật này, hấp thu linh khí mà khởi động, chỉ cần không hư hại thì tuổi thọ có thể nói là vô hạn. Tuy rằng nơi này là lòng đất, thế nhưng linh khí đầy đủ, coi như tiêu hao cực kỳ kinh người thì dùng thời gian nhất định cũng có thể khôi phục lại được. Rất có khả năng bàn ghế trước đó chính là hắn lau. Mặc dù không có gì trí tuệ, thế nhưng việc nghiêm túc hoàn thành chuyện mà chủ nhân giao phó, bọn chúng vẫn có thể làm được. Chết. Trong lúc tràn ngập khiếp sợ thì đã nghe thấy Trương sư phía trước hét lớn một tiếng, đồng thời trường kiếm đột nhiên đâm ra. Âm. Um, kiếm khí bí mật mang theo lực lượng toàn thân chèn ép không khí làm cho không khí phát ra tiếng vang chói tai, trực tiếp đâm về phía khôi lỗi. Khôi lỗi đi ra khỏi cửa đá, bàn tay thô to bỗng nhiên vỗ về phía kiếm mang. Siêu, lực lượng cuồng bạo của trương sư va chạm với đối phương một cái, giống như là thuyền cô độc gặp sóng lớn vậy, không có chút năng lực phản kháng nào thì đã đập tan. Đi mau. Trong lúc nàng đang trần chờ có nên đi qua hỗ trợ cho trương sư hay không thì đã nghe thấy tiếng quát tràn ngập vẻ gấp gáp của hắn vang lên. Ừm, Biết đối phương làm như vậy vì tranh thủ cơ hội sống sót cho nàng, Lạc Thất Thất tràn ngập cảm kích, sau đó cắn răng xoay người phóng đi về phía cửa đá. "Lão sư, cảm ơn ngươi. Nếu như lần này chúng ta có thể còn sống thì cho dù người muốn ta làm gì ta cũng tuân theo, làm học sinh và thủ hộ giả cả đời cho người." Ầm ầm. Bên này nàng kích động, cảm động thì bên kia Trương Huyền đã cảm thấy có một cỗ lực lượng cực mạnh đánh tới, cả người lần nữa rên lên một tiếng, bay ngược ra bị một trưởng của đối phương đánh cho dán lên trên tường. Không nên a hát, giấy rụa từ bên trên tường đi xuống, lại nhìn khôi lỗi dị linh tộc đang nổi giận đi tới, Trương Huyền không hiểu ra sao. Hắn hấp dẫn tên này, để cho lạc thất thất có cơ hội chạy chối chết. Cũng không phải là hắn hảo tâm, mà là muốn thu hoạch được sự cảm kích của nàng, hình thành thiên đạo chi thư. Một khi có thứ này, xem như ngay cả thánh giả cũng có thể dùng một sách đập chết đối phương đã bái hắn làm sư phụ lại thêm cảm kích vốn hắn cho rằng nhất định có thể hình thành ở trong đầu thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới cái gì cũng không có chẳng lẽ vừa rồi đối phương không có cảm kích không đúng a à, ánh mắt của nàng hắn có thể nhìn ra tuyệt đối là mang ơn nhưng vì sao lại không có hình thành thứ này cơ chứ chẳng lẽ cảm kích là phải thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chứ không phải là loại ân cứu mạng này hay sao đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Trước đó khi trong đầu hắn hình thành thiên đạo chi thư đều là truyền thụ võ học, công pháp, hoặc là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho nên mới có được cảm kích. Mà lần này, rõ ràng đã khác biệt. Lần này là ân cứu mạng, mặc dù cũng có ân tình rất lớn, rất rõ ràng cũng không phải là cảm kích sự ân. Mà càng nhiều hơn đó chính là lòng giả của hắn và thái độ khi đối mặt với nguy hiểm. Tính sai. Khóe miệng giật một cái, mồ hôi lạnh của Trương Huyền ứa ra. Vốn hắn cho rằng đối phương có danh phận sư đồ với hắn, chỉ cần cảm kích thì đã có thể hình thành kim thư, sau đó hóa giải nguy cơ lần này. Thậm chí còn có thể chạy thoát, thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại không thành công. Lần này hắn phải thực sự đối mặt với gia hỏa này, thực sự tới chiến đấu. Mà rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn còn xa không phải là đối thủ. Siêu, trong lúc vẻ mặt hắn buồn bực thì khôi lỗi dị linh tộc đã đi tới trước mặt, nắm đấm thô to trực tiếp đập vào đầu hắn. Sinh tử chỉ trong nháy mắt. Từ lúc Trương Huyền xuyên Việt đến nay, đây là lần nguy cơ lớn nhất. chương 1183, Hồng Viêm Đỉnh 1 Phân thân Biết nếu như một quyền này của đối phương thực sự đánh chúng thì mình hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Tinh thần khẽ động, phân thân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mà bản thân hắn thì thân thể lóe lên, trốn sang một bên. Bản tôn, có phải ngươi lại tìm được thứ tốt gì hay không? Ách, a, à, phân thân luôn ở trong giới chỉ chữ vật, không có cách nào câu thông với hắn, cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Lúc vừa xuất hiện còn tưởng rằng lại có đồ tốt gì tương tự như hóa thanh chỉ để hắn hấp thu. Trong lúc đang tràn ngập cao hứng thì đã thấy một nắm đấm cực lớn đã đi tới trước mắt. Phanh, ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, đầu đã bị một quyền đánh trúng, đánh xẹp tại chỗ, giống như một cái bánh rán vậy. Dám đánh ta, người tự tìm cái chết. Không nghĩ tới vừa mới thỏ đầu ra đã gặp phải loại chuyện này, phân thân buồn bực sắp phát điên. Tinh thần khẽ động, cái đầu đã biến thành bánh rán lần nữa nhô lên, dùng một quyền nghinh đón đối phương. Xác thịt của phân thân là luyện chế từ cửu thiên liên thai, không có hình thái cố định, coi như biến thành thịt nát thì cũng có thể tùy tiện khôi phục. Có thể nói là bất tử thân, Chính bởi vì như thế cho nên trong thời khắc mấu chốt Trương Huyền lấy ra thứ này. Siêu siêu, ngạnh kháng với khôi lỗi, phanh, một cái, phân thân bị dán vào trên vách tường. Phân thân đánh với bản tôn, mặc dù có thể ngược cho bản tôn chết đi sống lại, thế nhưng lực lượng chân chính vẫn quá yếu, vẫn không phải là đối thủ của quái vật như cũ. Cũng giống như độ cứng của đá kim cương vậy, mặc dù đã vượt qua sắt thép, thế nhưng nếu dùng thiết trùy gõ thì vẫn có thể đập nát kim cương như cũ. Âm âm. Thấy tên này vừa xuất hiện đã đối quyền với mình, khôi lỗi lập tức giận dữ, nhấc chân đạp tới chỗ phân thân. Nguy rồi. Nắm đấm thiếu chút nữa đã đánh cho thân thể của hắn tan ra thành từng mảnh. Cho nên vừa nhìn thấy một chân này, phân thân không dám mạnh mẽ chống đỡ, bị dọa đến mức thân thể run rẩy một cái, trực tiếp vào tới một bên. Chết. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Trương Huyền ở bên cạnh bỗng nhiên bổ tới cổ của khôi lỗi bản tôn và phân thân cùng hưởng suy nghĩ như là một người vậy phối hợp cực kỳ ăn ý không tới mức đối phương công kích mà không có cách nào tự lo được đinh trường kiếm rơi vào trên cổ khôi lỗi phát ra một tiếng vang giòn tia lửa văng ra khắp nơi trương huyền chỉ cảm thấy gần bàn tay run lên giống như gậy gỗ bổ vào bên trên sắt thép vậy trường kiếm xém chút nữa đã tuột khỏi tay cũng quá cứng rắn a à. ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chỉ để lại một ngấn trắng ở bên trên cổ của đối phương, cái gì cũng không có. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, thiếu chút nữa đã ngất đi. Trường kiếm của hắn chính là linh cấp trung phẩm đỉnh phong A, dùng hết toàn lực chém xuống, thế mà ngay cả ra cũng không có đâm thủng được. Rốt cuộc lực phòng ngự của tên này lợi hại bao nhiêu cơ chứ? Chẳng lẽ, hắn không chỉ là thi nhân khôi lỗi của dị linh tộc mà trong đó còn gia nhập đủ loại tài liệu, được luyện chế thành binh khí? Còn người Trương Huyền lập tức co rụt lại. Vừa rồi hắn đã thi triển ra lực lượng khổng lồ vượt qua 900 vạn đỉnh, lại mượn vũ khí linh cấp trung phẩm để đánh ra công kích, coi như là đầu của cường giả hóa phàm bát trọng cũng có thể tùy tiện chém xuống. Thế nhưng ngay cả da của đối phương cũng không có cắt xuống được, như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện. Tên này đã không đơn thuần là thi thể, rất có khả năng toàn thân cũng giống như vô hồn kim nhân, bị đặc thù tài liệu đổ bê tông bị luyện chế thành một cái vũ khí siêu việt linh cấp trung phẩm. Cũng chỉ có như vậy thì một kích toàn lực bản thân hắn mới không có chút hiệu quả nào cả. Như vậy phải đánh thế nào đây? Khuôn mặt xám xanh, vẻ mặt trương huyền rất là khó coi. Binh khí mạnh nhất của hắn ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá giải được. Nói cách khác, cho dù muốn làm tổn thương đối phương cũng không đả thương được đối phương CSS đừng nói chi là giết. Siêu, Bên này hắn đang khiếp sợ muốn chết thì bên kia dường như khôi lỗi cũng đã triệt để bị chọc giận, nó quay người lại, lại đập tới một quyền. Lực lượng của một quyền giống như một ngọn núi, ép cho không khí, ô ô, rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Còn chưa tới trước mặt thì Trương Huyền đã cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, giống như rơi vào một lò lửa cực lớn. Lực quyền như lô. Trong truyền thuyết, lực lượng đạt tới trình độ nhất định thì một quyền đánh ra có thể khiến cho quyền phong như là lò lửa, ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan. Vốn hắn cho rằng là giả, không nghĩ tới thế hắn lại tự mình trải qua thứ này. Lui, biết quyền pháp cuồng bạo như thế căn bản không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ được. Bàn chân trương huyền đạp mạnh, trực tiếp lui về phía sau. Phanh, căn phòng này thực sự quá nhỏ, mới lui hai bước thì đã cảm thấy sống lưng siết chặt, đã dán sát vào tường. Long lân hộ thân phù, biết không có cách nào để tránh né, rơi vào đường cùng, Trương Huyền Đành phải lấy ra tấm mộ thân phù vừa có được từ lần trước, sau đó không chút do dự kích hoạt. Thứ này tổng cộng có 3 lần cơ hội sử dụng. Lúc hắn ở Vu Hồn Mộ đã dùng qua một lần, hiện tại là lần thứ hai. Một vòng ánh sáng xuất hiện, lập tức bao phủ hắn vào bên trong. Oanh! Nắm đấm vào vòng ánh sáng va chạm, một thanh âm bạo liệt như muốn phá nát màng nghi vang lên. Sau đó vòng ánh sáng lập tức nổ tung. Trương Huyền lập tức lần nữa cảm thấy có một đạo lực lượng khổng lồ truyền lại, khiến cho nham thạch sau lưng của hắn vỡ vụn thành phấn. Ngực rất là khó chịu, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải ở bên trong hóa thanh chỉ thân thể đã tăng lên không ít, như vậy chỉ sợ lần này xương cốt sẽ đứt gấy, không chịu nổi được lực lượng. Một quyền đánh tan hộ thân phù mà ngay cả hóa phàm cửu trọng đỉnh phong cũng không phá giải được. Lực lượng của thứ này tuyệt đối đã đạt đến thánh vực. Lần nữa nhoáng một cái, Trốn sang một bên, Trương Huyền há hốc miệng thở hổn hển, nhanh chóng khôi phục thương thế. Vốn hắn cho rằng để phân thân đi ra, cả hai liên thủ coi như không đối phó được, nếu chạy trốn cũng không khó, không nghĩ tới đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ngay cả cường độ thân thể cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuyệt đối đã đạt đến năng lực mà chỉ thánh vực mới có. Căn bản không phải là tồn tại mà hắn hiện tại có thể chống lại. Trừ phi, có một kiện thần binh linh cấp tuyệt phẩm siết chặt nắm tay. Lực phòng ngự của đối phương quá mạnh, coi như biết rõ chỗ thiếu sót, bằng vào lực lượng và thủ đoạn bây giờ của hắn cũng không phá giải được, trừ phi. Có một kiện vũ khí linh cấp tuyệt phẩm, như vậy mới có thể chém giết nó, nếu không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có bị đối phương đập chết mà thôi. chương 1184, Hồng Viêm Đỉnh 2 Làm sao bây giờ? Từ lúc xuyên Việt đến nay hắn luôn thuận buồm xuôi gió, cho nên dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại gặp phải loại đại gia hỏa này. Nếu như là nhân loại, bằng vào sư môn thiên bẩm hoặc là nói mê hoặc, cuối cùng cũng có thể khiến cho đối phương mắc lừa. Cũng giống như tộc nhân dị linh tộc trước đó vậy, có thể thừa dịp được. Thế nhưng chỉ là một cỗ khôi lỗi, không có ý thức của bản thân, dù có nói nhiều hơn nữa cũng là vô ích ha hát. Lão sư, trong này có thông đạo, mau vào trong lúc hắn đang không biết nên làm như thế nào cho phải thì đã nghe thấy thanh âm của lạc thất thất đã đi vào cửa đá truyền tới nói đến thì dài dòng kỳ thật từ lúc nàng đi vào cho đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ có mười mấy hô hấp mà thôi xem ra ở bên trong nàng đã phát hiện ra cái gì đó được lên tiếng cổ tay trương huyền run lên trường kiếm lần nữa bổ ra một đạo kiếm mang cùng thời khắc đó hắn lại để cho phân thân công kích từ phía sau bản tôn nhanh chóng chạy về phía cửa đá phân thân có thể nói là không chết, không sợ đối phương. Mà hắn thì không giống, nếu như đầu biến thành bánh rán, như vậy sẽ phải chết thật. Kéo kẹt, kéo kẹt, dường như cảm giác được ý đồ của hắn cho nên khôi lỗi càng thêm tức giật, bàn chân đạp mạnh, không để ý tới kiếm mang của hắn mà trực tiếp phóng về phía trương huyền. Hắn muốn bằng vào thân thể mạnh mẽ để đâm chết đối phương. Đáng giận, vẻ mặt trắng bệch, răng trương huyền sắp cắn nát bờ môi nếu như chỉ là một quyền hắn còn có thể bằng vào thân pháp để trốn tránh thế nhưng toàn bộ thân thể của đối phương gian phòng này vốn đã rất chật hẹp căn bản không trốn tránh ra xa được một khi đụng vào không chết thì cũng không kém gì nhiều cút nhưng vào lúc này phân thân bỗng nhiên lao đến hung hăng đâm vào khôi lỗi phanh cả hai ngạnh kháng mặc dù lực lượng của phân thân yếu kém thế nhưng vẫn khiến cho khôi lỗi bị trạch sang một bên vốn là trực tiếp đâm vào trên người trương huyền kết quả chỉ có quét tới bả vai mà thôi ông thời khắc mấu chốt hắn lần nữa kích hoạt một lần hiệu quả cuối cùng của long lân hộ thân phù sau đó lập tức nghe được một tiếng răng rắc long lân vỡ vụn lực lượng khổng lồ trùng kích vào khiến cho trương huyền trực tiếp ngã vào cửa đá phân thân trở về người trên không trung tinh thần khẽ động thu phân thân vào giới chỉ chữ vật lập tức sống lưng lần nữa trầm xuống đụng vào trên vách tường Lão sư." Thanh âm lo lắng từ phía trước truyền đến. Quay đầu nhìn lại, phía sau cửa đá mặt quả nhiên có thông đạo, hình như là một cơ quan đã bị lạc thất thất mở ra, thông đạo chật hẹp, chỉ cho một người tiến lên. Vừa rồi hắn đã đâm vào trên vách đá của thông đạo. Biết đại gia hỏa kia bất cứ lúc nào cũng sẽ xông tới cho nên Trương Huyền không dám mảy may ngừng lại, cũng không nhìn về phía sau. Bàn chân dẫm mạnh lên trên vách tường, lập tức xông về phía trước. Thông đạo không dài, chỉ có khoảng cách hơn 10 mét, trong vòng nửa hô hấp hắn đã đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy được một thạch thất rất là rộng lớn. Gian phòng này so với chỗ kia càng bao la hơn nhiều, ít nhất cũng có mấy ngàn mét vuông. Cái này, không nghĩ tới phía sau cánh cửa hẹp còn có không gian to lớn như vậy, Trương Huyền sững sờ. "Lão sư, người nói đúng a, à, đây chính là chỗ ở của Ngô Dương từ tiền bối, đây chính là thư tịch và lô đỉnh hắn để lại." Trong lúc đang cảm thấy kỳ quái thì đã nghe thấy thanh âm của lạc thất thất từ phía trước vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử này đang tràn ngập hưng phấn nhìn về phía hắn. Nàng thấy lão sư không có việc gì, hiển nhiên cũng rất là cao hứng. Thế nhưng bởi vì phát hiện nơi này cho nên càng làm cho nàng kích động không thôi. Thư Tịch, Lô Đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ở vị trí góc tường nơi nữ tử đang đứng, dưới ánh sáng trong suốt của Dạ Minh Châu chiếu rọi, một loạt giá sách san sát, cách đó không xa còn có một cái lô đỉnh cực lớn đứng sừng sững. Lô đỉnh này khác biệt so với đan lô luyện đan, giống như là một cái hỏa lô cực lớn, mặc dù không có hỏa diễm thiêu đốt, thế nhưng từ đó cũng có thể cảm nhận được lực lượng hung mãnh và khí thế ở trong đó. Vừa nhìn đã biết cấp bậc của thứ này không thấp. Ừm, con đã chuyên môn nghiên cứu qua, đây là hỏa lô luyện khí năm đó Ngô Dương Tử Tiền Bối đã từng sử dụng, tên là Hồng Viêm Đỉnh. Lạc thất thất nói. Đối với luyện khí sư, thứ chân quý nhất chính là lô đỉnh luyện khí, có thể nói tương đương với sinh mệnh của bản thân. Lô đỉnh đang ở đây, như vậy đã nói rõ hắn tất nhiên hắn đã từng ở qua nơi này. Nói cách khác, bọn họ đã tìm đúng chỗ. Cái gọi là vòng yêu cư này chính là nơi mà trước kia ngô dương tử tiền bối từng ở lại. Chỉ cần mang hồng viêm đỉnh này về học viện thì coi như hoàn thành thí luyện, có thể thành công viên mãn. Quá tốt rồi, nơi này có đường ra hay không? Trương Huyền không nhịn được hỏi một câu. Thí luyện hoàn thành hay không đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà chuyện quan trọng nhất chính là phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Nơi này mặc dù rộng lớn hơn một chút, thế nhưng một khi ra hỏa to lớn kia xông tới, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém giết. Cho nên chuyện phải như thế nào để còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. "Đường ra, con, con còn chưa kịp tìm." Sắc mặt Lạc Thất thất tái nhợt nàng vừa mới vào đây thì đã nhìn thấy hồng viêm đỉnh rất nhiều thư tịch cho nên quá mức hưng phấn đã quên tìm lối ra chỉ là phòng lớn như thế ánh sáng lại không đủ coi như muốn tìm thì làm sao có thể tìm thấy được ngay chứ ầm ầm lời còn chưa dứt thì phía sau đã có một trận oanh minh vang vọng lập tức hai người lần nữa đã cảm thấy có một luồng sát lục chi khí đánh tới đầu khôi lỗi vừa rồi cũng đã theo sát ở phía sau nguy rồi sắc mặt trương huyền tái nhợt Chương 1185, Chương Huyền bảy trật 1. Bên này còn chưa tìm được đường lui thì đối phương đã vọt vào, tương đương với lần nữa rơi vào trong ngõ cụt, phải làm thế nào cho phải chứ? Không có thời gian để cho hắn ngẫm nghĩ, vừa đi vào phòng, Khôi Lỗi đã trực tiếp lao đến về phía Chương Huyền. Rất hiển nhiên Chương Huyền đã triệt để chọc giận nó, làm cho ngay cả Lạc Thất Thất nó cũng mặc kệ. Đáng giận, biết thực lực của Khôi Lỗi này rất đáng sợ căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại, thân thể trương huyền nhoáng một cái, trực tiếp bay đi về phía không trung. Cả đại sảnh này, không chỉ phạm vi so gian phòng vừa rồi còn lớn hơn mà bầu trời cũng bao la hơn rất nhiều, cao chừng mấy chục mét. Nếu như chính diện đã không có cách nào chống chọi thì trước tiên bay lên rồi lại nói. Siêu, mới vừa bay lên thì hắn đã cảm thấy có một đạo khí thức nồng đậm từ phía dưới nhanh chóng lao ra, khôi lỗi đã nhảy lên theo hắn mặc dù thứ này không biết bay thế nhưng độ cao mấy chục mét đối với khôi lỗi nắm giữ lực lượng thánh vực thì cũng không tính là gì lão sư để con tới giúp ngươi thấy khôi lỗi này đuổi theo lão sư không dứt lạc thất thất rất là lo lắng cổ tay khẽ đảo tổng lòng bàn tay xuất hiện một bộ cung tiễn nàng gài tên lên trên dây cung một đạo mũi tên trực tiếp bắn về phía khôi lỗi đang ở trên không trung ông mũi tên sao động ẩn chứa lực lượng hóa phàm lục trọng đỉnh phong trong nháy mắt đã đến trước mặt, bàn tay khôi lỗi vẩy một cái, đã đánh bay nó đi. Trong lúc trần chờ này Trương Huyền cũng đã tìm được cơ hội, khi thân thể còn ở trên không trung vội vàng thay đổi phương hướng, bay đi về phương hướng của lạc thất thất. Hắn có thể phi hành, có thể tự do chuyển hướng ở trên không trung, thế nhưng khôi lỗi chỉ là nhún nhảy, cho nên vẫn đang xông về phía trước như cũ. Lão sư, thấy hắn bay tới, lạc thất thất cũng không đoái hoài tới việc hỏi thăm tại sao hắn lại có thể bay nàng chỉ có thể tràn ngập lo lắng nhìn về phía hắn hỏi người không sao chứ hiện tại không có việc gì nếu như vẫn không tìm thấy lối ra thì nhất định sẽ có chuyện vẻ mặt trương huyền rất là khó coi nhờ vào phi hành trên không trung mà quay ngược trở lại tránh né đối phương thì còn mấy lần có thể một khi chân khí tiêu hao sạch sẽ khi đó có muốn chạy trốn cũng không trốn thoát mau thu hồng viêm đỉnh lại tranh thủ thời gian tìm đường lui. Biết lúc này có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng, Trương Huyền vội vàng phân phó một tiếng. Được, Lạc thất thất vội vàng gật đầu, đi tới trước mặt lô đỉnh, bàn tay đụng vào, định thu nó vào trong giới chỉ chữ vật. Còn chưa bắt đầu thì đã nghe thấy tiếng cơ lò so vận chuyển, một thanh âm lập tức truyền đến. Tại hạ ngô dương tử, người đến đây có thể luyện chế hoặc là làm tấn thăng ra vũ khí linh cấp thượng phẩm thì có thể có được truyền thừa của ta nếu không tùy tiện lấy đi hồng viêm đỉnh địa cung sẽ sụp đổ trong nháy mắt có được truyền thừa của ta tự nhiên ta sẽ nói cho các người biết phương pháp rời khỏi địa cung nếu không sẽ phải chôn cùng ở đây với ta sụp đổ chôn cùng trương huyền lạc thất thất đồng thời sững sờ cảm thấy rét lạnh ai muốn lấy được truyền thừa của ngươi cơ chứ ngay phía trước có một đầu khôi lỗi lớn như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ công tới chúng ta nào có thời gian luyện khí a người muốn giết chết chúng ta đúng không hơn nữa luyện chế vũ khí linh cấp thượng phẩm chỉ sợ cần phải đạt tới luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong thì mới có thể làm được a à? mặc dù lạc thất thất biết luyện khí thế nhưng cũng chỉ là ngũ tinh sơ kỳ làm sao có thể luyện chế ra vũ khí mà ngũ tinh đỉnh phong mới có thể luyện chế ra được chứ còn có hắn đối với luyện khí có thể nói ngay cả một chữ cũng không biết một người ngay cả tinh cấp cũng không có kiểm tra thì lại càng không có thể oanh ngay khi hai người đang buồn bực thì phía trước lần nữa có sóng khí đánh tới khôi lỗi đã đáp xuống trên mặt đất sau khi chỉnh phương hướng lần nữa điên cuồng đánh tới nhìn tốc độ của tên này không đến mấy hơi thở thì sẽ có thể đi tới trước mặt hai người lại tiếp tục dây dưa cùng bọn họ không chết không thôi lão sư làm sao bây giờ trong đôi mắt xinh đẹp của lạc thất thất tràn ngập vẻ lo lắng không chỉ có nàng sốt ruột trương huyền cũng tê cả ra đầu Gia hỏa to lớn này, vừa rồi hắn đã giao thủ qua, cho dù mang cả phân thân ra liên hợp lại cũng không ngăn cản nổi một chiêu. Nếu như bị đuổi tới, chỉ sợ không dùng đến mấy chiêu thì đã có thể bị đánh chết tại chỗ rồi. Mà nghe ý tứ ngô dương tử nhắn lại, chỉ có có được truyền thừa của hắn thì mới có thể rời khỏi, nếu không cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Muốn có được truyền thừa thì phải luyện khí, dưới tình cảnh hiện tại, coi như muốn luyện, gia hỏa to lớn này cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian dài như vậy a à hát. Trừ phi, có trận pháp gì đó có thể vây khốn tên này, nếu không, dù chúng ta muốn luyện khí cũng không thể nào làm được. Lạc thất thất sốt ruột nói. Đúng vậy a à, chỉ có điều, xem như trận pháp ít nhất cũng phải đạt tới lục cấp, nếu không, muốn vây khốn nó sẽ rất khó khăn. Trương Huyền gật gật đầu, đang định nói tiếp thì đột nhiên không nhịn được có chút sững sờ. Trận pháp lục cấp, nhanh, giúp ta chặn lại tên này mấy hơi thở nghĩ đến cái gì đó ánh mắt sáng lên thân thể trương huyền nhảy lên bỗng nhiên bay lên vâng thấy vẻ mặt này của lão sư nàng biết chắc đối phương đã phát hiện ra cái gì đó lạc thất thất không dám do dự lần nữa lấy ra mũi tên trực tiếp bắn tới chỗ khôi lỗi siêu 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 liên tục mấy mũi tên mỗi một mũi đều mang theo uy lực cực lớn khiến cho khôi lỗi không thể không đưa tay chống lại thấy mũi tên của lạc thất thất có uy lực lớn như thế, biết nàng cũng không kiên trì được thêm mấy mũi tên. Lúc này hắn cũng không nhiều lời, người đang ở trên không trung, cổ tay khẽ đảo, một đống trận kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là những trận kỳ mà trước kia ở trong sơn cốc hắn đã nhổ ra. Hắn biết không ít trận pháp trận đồ tam cấp, thế nhưng vượt qua tứ cấp thì lại ít hơn, chỉ có duy nhất một cái ngu cấp, cũng chỉ là tụ linh trận mà thôi. Dựa theo tình huống bình thường, nếu muốn bố trí ra trận pháp lục cấp là chuyện căn bản không thể nào làm được. Không biết trận đồ, không có trận kỳ thích hợp thì làm sao có thể hoàn thành cơ chứ? Nhưng trùng hợp khi hắn còn ở bên ngoài Sơn Cốc đã nhìn thấy được một trận pháp lục cấp. Ngọc Phi Nhi lợi dụng ngân châm phá trận, kích hoạt trận pháp, thiên đạo thư viện đưa ra phân bố và thiếu hụt kỹ càng của trận pháp này. Khiến cho hắn hiểu rõ về trận pháp này, thậm chí còn hơn cả tụ linh trận mà trận pháp ẩn nấp này trùng hợp lại là lục cấp. Trận kỳ cũng vừa vặn bị hắn thu vào trong giới chỉ chữ vật. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, đồ tốt như vậy ném đi thì rất lãng phí. Thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này lại nổi lên tác dụng lớn như vậy. chương 1186, Trương Huyền bày trận 2 Gian phòng cũng đủ lớn, vừa vặn có thể dễ dàng bố trí. Người ở trên không chung, nhìn trọn đại điện này một lần, trận pháp ẩn nấp này có thể che giấu cửa vào, đương nhiên cũng có thể ẩn giấu chỗ thư tịch và đan lô. Chỉ cần khiến cho khôi lỗi không tìm thấy, như vậy bọn hắn cũng có đủ thời gian để luyện chế linh binh, nghĩ biện pháp thu hoạch được truyền thừa của ngô dương tử tiền bối. Chỉ là, trước đó trận pháp ẩn giấu kia có diện tích rất lớn, may mắn ở chỗ này có đủ không gian, nếu không, có khả năng không bố trí ra được. Đi, quyết định vị trí, ngón tay trương huyền búng một cái. Ông, trận kỳ trong lòng bàn tay trực tiếp bắn tới bốn phía. Trận kỳ, chẳng lẽ lão sư muốn bố trí trận pháp? Ngay khi lạc thất thất đang bắn tên ngăn cản khôi lỗi nhìn thấy động tác của Trương Huyền, nàng không nhịn được sướng sờ, lập tức con người co rụt. Mặc dù nàng không có học qua chức nghiệp trận pháp sư, thế nhưng hảo hữu lại trận pháp sư ngô tinh, cho nên phải làm thế nào mới có thể bày trận nàng vẫn được nhìn thấy tận mắt. Coi như trận pháp sư lợi hại nhất trận pháp hệ trong danh sư học Việt, muốn bày trận cũng phải dùng la bàn đo đạc trước tìm kiếm từng tấc từng tấc sau đó mới đâm trận kỳ xuống mặt đất vị này thì tốt người còn đang ở trên không trung đã bắn trận kỳ ra hơn nữa một lần chính là mấy cái thật hay giả vậy như vậy thật sự có thể bố trí ra trận pháp hay sao như vậy chẳng khác nào trò đùa a à? trong lòng khiếp sợ lực lượng mũi tên trong tay không đủ khôi lỗi ở phía xa xa gầm lên giận dữ duỗi tay nắm lấy một mũi tên rồi trực tiếp ném về phía nàng ô ô mặc dù là dùng tay ném thế nhưng lực lượng của đối phương thực sự quá lớn mũi tên mang theo âm thanh phá không trực tiếp bắn về phía nàng con người co vào lạc thất thất vội vàng lách mình tránh một đạo gió táp nhanh chóng xẹt qua người xé rách y phục trên bả vai nàng trên da thịt trắng như tuyết xuất hiện một vết máu giống một mũi tên đã khiến cho nàng không thể không tránh né khôi lỗi lần nữa thấp giọng gầm một tiếng, lại phóng đi về phía Trương Huyền đang ở trên không trung. Thân thể xoay một cái, Trương Huyền thay đổi phương hướng, trận kỳ trong tay tiếp tục ném xuống phía dưới, từng cái cắm vào trên vị trí cố định. Đối thủ của ngươi là ta, không nên tìm lão sư gây phiền phức. Thấy tên này lại đuổi theo, lạc thất thất cắn hàm răng ngà, cùng kéo mạnh, lần nữa bắn tới. Ông, mũi tên này là một tên nàng nén giận ra tay, hầu như đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng, tốc độ nhanh như là sao băng, vừa bắn ra đã đi đến trước mặt. Đinh! Khôi lỗi chưa kịp ngăn cản thì đã bị bắn trúng mi tâm. Chỉ là, lực phòng ngự của tên này thực sự quá mạnh, mà lại là khôi lỗi, đồng thời cũng không có loại hình nứ huyệt đạo. Cho nên mặc dù bắn trúng chỗ hiểm, thế nhưng lại không làm nó bị thương mảy may, ngược lại còn khiến cho nó giận dữ hơn. Lần nữa gào thét, không đi quản trương huyền ở trên không trung nữa mà vọt về phía nàng. Hiển nhiên, cừu hận của tên này đã bị lạc thất thất lôi về phía nàng. Hiện tại chuyện nó muốn làm nhất chính là chặt nữ nhân này thành thịt vụn. Siêu, dưới chân nhanh chóng di chuyển, lạc thất thất còn không có kịp phản ứng thì thi nhân khôi lỗi dị linh tộc đã đi tới trước mặt, Năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên vổ tới chỗ nàng. Chỉ phong gào thét, mặc dù không có chân khí thế nhưng khí thế và lực lượng từ trong đó phát ra vẫn khiến cho nàng phải hít thở dồn dập Cút ngay, một tiếng quát vang lên, lúc này không kịp dương cung bắn tên cho nên nàng giơ cung quật về phía ra hỏa khôi lỗi trước mắt trường kiếm của nàng trước đó ở trong phòng đá nhỏ kia đã bị quất bay làm cho nó cắm ở bức tường bây giờ còn chưa có cơ hội thu hồi lại lại thêm lúc này coi như muốn cầm vũ khí cũng đã không kịp chỉ có thể dùng cung để chống lại mà thôi xoạt trường cung còn chưa có quật tới chỗ đối phương thì đã bị khôi lỗi bắt lấy sau đó nó nhẹ nhàng kéo một cái Lạc thất thất chỉ cảm thấy gan bàn tay như muốn nứt ra, nàng vội vàng buông tay, kiện binh khí này cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Lực lượng mà ngay cả Trương Huyền cũng không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ đối phương, làm sao nàng có thể chống đỡ được cơ chứ? Răng giác, cầm trường cung, hai tay khôi lối dị linh tộc hợp lại, lập tức bẻ gãy kiện vũ khí linh cấp trung phẩm này, sau đó lại tiện tay ném qua một bên, lần nữa vồ tới chỗ lạc thất thất. Lốp bốp, không khí phát ra âm bạo kịch liệt, Lạc Thất thất vội vàng lui về phía sau. Chỉ có điều, vẫn quá chậm, sóng khí cuồng bạo đánh trúng ngực nàng, khiến cho nàng lật bổ nhào mấy vòng ở không trung, nặng nề đâm vào trên vách tường ở cách đó không xa. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt Lạc Thất thất trắng bệch. Đường Đường là cao sinh của danh sư học viện, là thiên tài nổi danh năm thứ hai. Ở trong tay đối phương ngay cả một chiêu cũng không có tiếp được, chuyện này khiến cho nàng rất mất tinh thần. Không được, ta phải tranh thủ kéo dài thời gian cho lão sư." Giấy rựa từ trên tường đứng dậy, thấy Khôi Lối đã bỏ qua nàng mà lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, Lạc Thất Thất cắn răng, trực tiếp lao đến. "Đối thủ của ngươi là ta." Gầm lên một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn lăng không đánh tới. "Lạc Phong Quyền, đây là quyền pháp mà tiên tổ gia tộc của nàng để lại, đã đạt đến linh cấp hậu kỳ, uy lực vô cùng." là chiêu số công kích mạnh nhất mà hiện nay nàng có thể thi triển ra. Coi như là cường giả hóa phàm thất trọng quy nhất cảnh sơ kỳ đụng phải thì cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Chỉ là đầu quái vật này không phải là cường giả quy nhất cảnh, càng không phải là nhân loại. Cho nên nắm đấm còn chưa đến trước mặt thì đã thấy hắn điểm ra một ngón tay. Phốc, máu tươi dâng trào, cả người lạc thất thất ở trên không trung bổ nhào hai vòng, sau đó bay ngược về phía sau. Lúc nàng đang cảm thấy lần này tất sẽ đụng vào trên vách tường, ngã đến bán sống bán chết thì đã cảm thấy phía sau mềm nhũn, một luồng chân khí đã bao phủ nàng lại. Lập tức, có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai của nàng. Chuyện còn lại, sao cho ta đi? Audio điện tử võ tấn bền chương 1187, Thiên đạo luyện khí 1 Nghe thấy thanh âm này, hai mắt lạc thất thất đỏ lên, chỉ thấy Trương Huyền chẳng biết từ lúc nào đã đi tới vị vị cách nàng không xa. Chân khí trong lòng bàn tay sao động, khiến cho tốc độ bay về phía sau của nàng chậm rồi ngừng hẳn lại. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 100 cây trận kỳ đồng loạt cắm vào ở chung quanh, mặc dù sắp xếp theo phương vị đặc thù, thế nhưng chẳng biết tại sao, vẫn không có chút động tính chút nào. Lão sư, người đã bố trí xong trận pháp rồi sao? Còn thiếu một chút, cười nhạt một tiếng, Cổ tay Trương Huyền run lên, một cái trận bàn bay thẳng ra ngoài. Ông, trận bàn ở trên không trung mở ra, lập tức linh khí chung quanh bị hút tới, hình thành một cái vòng xoáy linh khí thô to. Đây là tụ linh trận, lạc thất thất sững sờ. Không phải bố trí ra trận pháp ở chung quanh hay sao? Dùng tụ linh trận làm cái gì cơ chứ? Lại nói, thứ này là dùng để tu luyện, nàng chưa từng nghe nói qua còn có thể chống đỡ khôi lỗi có thể so với thánh giả, giống khôi lỗi ở phía trước thấy hắn ném ra trận bàn cũng sững sờ chẳng qua sau khi nó cảm thấy không có công kích cho nên lại lần nữa lao đến chỗ hai người giống như là dã thú nổi điên bên trên thân thể phát tán ra khí tức hung mãnh thấy đối phương càng ngày càng tới gần bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới trước mặt trong lúc lạc thất thất đang khẩn trương không biết nên làm như thế nào cho phải thì đã nghe thấy thanh niên ở cách đó không xa hừ lạnh một tiếng lập tức bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất ngay sau đó nàng đã thấy cảnh vật trước mắt lắc lư một hồi, khôi lỗi đã biến mất không thấy gì nữa, gian phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Giống như tình cảnh vừa nãy chỉ là một giấc mơ, căn bản không tồn tại vậy. Chuyện gì xảy ra? Lạc thất thất vội vàng nhìn quanh một vòng, phát hiện ra hồng viêm đỉnh và rất nhiều thư tịch vẫn còn, vị trí khôi lỗi vừa rồi lại biến mất, nhìn không thấy, cũng sờ không thấy, tất cả đều là một màu đen kịt. Dường như nương theo cái rậm chân của người thanh niên này, nàng và lô đỉnh đã đồng thời bị bóc ra khỏi không gian này nhảy đến một thế giới khác che giấu trận pháp đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì đó có thể làm được điểm ấy chỉ có một cái đó chính là trận pháp che giấu loại trận pháp này có thể ẩn núp một phạm vi riêng biệt khiến cho người ta không phát hiện ra được cũng giống như trước đó ở trong sơn cốc vậy bất kể bọn hắn làm như thế nào cũng không tìm được lối vào của địa cung nếu không phải phá giải được trận pháp coi như lại cho bọn hắn 3 năm, coi như đào bới lên một lần thì cũng có khả năng khó mà phát hiện ra được. Trước đó nàng không biết Trương sư E bố trí trận pháp gì. Khi nhìn thấy những cái trận kỳ kia và một màn kỳ quái trước mắt, trong lòng nàng lập tức nghĩ tới. Chỉ là, trận pháp che giấu cực kỳ tiêu hao linh khí, đồng thời ít nhất cũng cần một vị trận pháp đại tông sư lục tinh mới có thể khởi động được, làm sao lão sư lại có thể kích hoạt? Mặc dù đã xác nhận Thế nhưng nàng vẫn không thể tin được như cũ. Trận pháp lục tinh, hơn nữa còn trận pháp che giấu huyền diệu như thế, ít nhất cũng phải là cường giả thánh vực mới có thể kích hoạt ra được. Mà vị Trương sư này chẳng qua chỉ là hợp linh cảnh. Cấp bậc kém rất nhiều a. À? Chẳng lẽ là, tụ linh trận vừa rồi. Con người nàng lập tức co rụt lại. Vừa rồi Trương sư ném ra một cái trận bàn tụ linh trận, trước đó nàng còn không hiểu tại sao, giờ phút này kết hợp lại với đại trận này, Nàng lập tức hiểu ra được. Tất nhiên là lấy tụ linh trận ngũ tinh làm động lực, triệt để kích hoạt trận pháp che giấu này. Mượn nhờ trận pháp khác để dẫn động một trận pháp khác. Cũng chính là trận pháp hợp lại ở trong truyền thuyết, coi như trận pháp sư Lục tinh đỉnh phong cũng khó mà làm được chuyện này. Trương sư không những làm ra mà lại còn tự tin và nhẹ nhõm như vậy. Hai mắt Lạc Thất thất trợn tròn. Trận pháp là mượn nhờ từ trường của cảnh vật xung quanh, hình thành lực lượng đặc thù không phải là một cộng một bằng hai, dưới tình huống bình thường, hai trận pháp đặt chung một chỗ sẽ rất dễ làm ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó làm cho. Chúng sẽ không có một chút tác dụng nào. Lấy tụ linh trận để cung cấp động lực, kích hoạt trận pháp che giấu. Coi như tận mắt nhìn thấy thì nàng vẫn không thể tin được. Muốn làm được chuyện này cần phải có lý giải và khống chế mạnh bao nhiêu đối với trận pháp thì mới có thể làm được điểm ấy cơ chứ. Được rồi, hiện tại chúng ta đã ẩn nấp, đối phương không phát hiện ra được, tranh thủ thời gian luyện chế vũ khí, thu hoạch được truyền thừa của ngô dương tử tiền bối. Không biết trong lòng nàng rung động thế nào, Trương Huyền đi tới trước mặt nàng. Trận pháp che giấu lục gấp, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, coi như có thể bố trí ra được thì cũng không có năng lực kích hoạt. Thậm chí, cho dù kích hoạt, cũng không có thể lực để duy trì. Cũng giống như ốc sen kéo xe ngựa vậy, mặc dù chân khí của hắn hùng hậu, thế nhưng vẫn còn chưa đủ để duy trì cho một trận pháp lục cấp vận chuyển. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ném tụ linh trận ngũ cấp kia ra ngoài. Trên người hắn còn có mấy trăm viên linh thạch trung phẩm, mượn tụ linh trận ngũ cấp này cung cấp linh khí, hoàn toàn có thể khởi động đại trận. Khiến HCO nó có thể nhẹ nhõm vận chuyển. Còn việc dung hợp tụ linh trận với trận pháp che giấu như thế nào, khiến cho chúng trợ giúp lẫn nhau mà không sinh ra xung đột, có thiên đạo thư viện trong tay, vấn đề này cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, quả thực cũng đã thành công. Đúng vậy a, à, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là luyện chế vũ khí, thỏa mãn điều kiện của Ngô Dương từ tiền bối, nghĩ biện pháp để tìm lối ra. Từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Lạc Thất Thất khẽ gật đầu, đồng thời còn mang theo vẻ nghi hoặc. Lão sư không muốn đích thân luyện chế vũ khí hay sao? Vị lão sư này mặc dù tuổi tác không có lớn hơn nàng, Thế nhưng cho lại khiến cho nàng khiếp sợ rất nhiều. Coi như có thể luyện chế ra vũ khí linh cấp thượng phẩm mà luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong trở nên mới có thể luyện chế thì nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta, Trương Huyền lắc đầu, coi như hắn muốn luyện chế thì cũng phải biết mới được. Chức nghiệp luyện khí sư thuộc về một trong các chức nghiệp thượng cửu lưu, giống như luyện đan vậy, cơ sở rất là quan trọng. Cần phải có nhiều năm tôi luyện và học tập đối với luyện khí ngay cả một chữ hắn cũng không biết, luyện thế nào chứ. Không nói tới chức nghiệp này, ngay cả luyện đan, hắn đã học tập không biết bao nhiêu bản thư tịch, không phải vẫn ở bình cảnh, không có cách nào tự mình luyện chế hay sao. Lão sư không ra tay sao? Lạc thất thất sững sờ. Ta sẽ không ra tay, người luyện chế đi. Trương Huyền nói. Con sao? Trương 1188, Thiên đạo luyện khí 2. Lạc thất thất giật nảy mình, ưng ừ, lão sư ta đã có một vị sư phụ khác không thể bái nhập vào làm môn hạ của người khác nếu như lấy được truyền thừa luyện khí của đối phương khi đó đối phương sẽ cứng rắn muốn thu ta làm đồ đệ mà ta lại không có cách nào cự tuyệt a trương huyền lạnh nhạt nhìn qua cái này người lão sư nói chính là dương sư a người còn truyền thụ cho người luyện khí hay sao lạc thất thất sững sờ ngày ấy ở hóa thanh trì vị dương sư kia đạp hỏa long mà tới một cái giày đã phá vỡ tình thế nguy hiểm khiến cho nàng kính ngưỡng không dứt vốn nàng cho rằng đối phương chỉ là lão sư tu vi của trương không nghĩ tới còn có trách nhiệm truyền thụ luyện khí không sai trương huyền gật đầu nhưng nghe thấy hắn thừa nhận lạc thất thất rất là hâm mộ vẻ mặt lập tức cười khổ hai hàng lông mi nhíu lại con chỉ là luyện khí sư ngũ tinh sơ kỳ coi như luyện chế thì cũng không nhất định có thể làm cho đối phương hài lòng yên tâm đi Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi." Trương Huyền nói. "Đa tạ." Nghe thấy đối phương muốn chỉ điểm cho nàng, vẻ mặt Lạc Thất Thất rất là kích động. Vị Trương sư này đã chỉ điểm cho nàng luyện chế ra dược dịch lục cấp. "Ừm, nhanh khôi phục thương thế đi, nếu không một khi bắt đầu luyện chế, ta sợ ngươi sẽ không kiên trì nổi." Trương Huyền khoát tay áo nói. "Vâng, biết hiện tại mình đã bị trọng thương, cho dù có người ta có chỉ điểm thì cũng không có tinh lực để luyện chế vũ khí." lúc này lạc thất thất mới khoanh chân ngồi xuống lấy ra một viên đan dược chữa thương rồi nuốt xuống cô 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 dược lực lan tràn ra khắp nơi khiến cho toàn thân nàng ấm áp miệng vết thương từ từ phục hồi siêu thấy nàng đã chữa thương trương huyền biết không chậm trễ được vì vậy mới xoay người đi tới giá sách ở bên cạnh nói thật hiện tại hắn cũng chỉ là lừa dối luyện khí như thế nào đúng là hắn có biết một chút nhưng cũng không nhiều thiên huyền vương quốc thiên vũ vương quốc, mặc dù nhìn qua một chút thư tịch liên quan tới luyện khí. Thế nhưng cũng không thành hệ thống được, cũng không có kiểm tra luyện khí sư, chỉ điểm người khác luyện chế một kiện vũ khí bình thường thì cũng coi như cũng được, luyện chế linh cấp thượng phẩm. Còn xa mới làm được. Kế trước mắt chỉ có thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng nhắc chắc thời gian học tập. Tụ linh trận có linh thạch trung phẩm cắn nuốt, có thể duy trì trận pháp che giấu. Thế nhưng dù sao nơi này cũng không phải ở bên ngoài, có thiên địa tự nhiên kết hợp, có thể hội tụ linh khí trong phương viên mấy ngàn cây số. Một khi mấy trăm miếng linh thạch trung phẩm kia bị dùng hết, tự nhiên trận pháp che giấu sẽ mất đi hiệu quả. Đến lúc đó, khôi lỗi sông tới thì hắn sẽ không có biện pháp nào nữa. Đi mấy bước đã đi tới trước mặt giá sách, phía trên quả nhiên đều là một chút bí bản liên quan tới luyện khí. Hoặc là lúc trước ngô dương từ tiền bối siêu tập, hoặc là chính là do người bắt hắn để lại, chuyên môn dùng để học tập tham khảo. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, có những sách vở này đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Vì vậy lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều, ngón tay vuốt ve ở phía trên, nhanh chóng chạy băng băng. Trong thời gian uống cạn một chung trà, mấy trăm ngàn bản thư tịch trên giá sách đã bị hắn thu sạch và ghi chép vào trong thư viện. Chính xác, tinh thần khẽ động, lập tức óc mấy quyển sách xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là tất cả phương pháp thiên đạo luyện khí sư từ nhất tinh tới lục tinh cũng chính là cái mà hắn gọi là thiên đạo luyện khí, chỉ cần học xong lý giải về luyện khí của hắn sẽ không kém gì luyện khí sư lục tinh chân chính, thậm chí còn còn mạnh hơn. Tiện tay lật ra một chút. Khí, công cụ được xưng hô như vậy, luyện khí, luyện chế ra công cụ thích hợp với nhân loại, vũ khí tốt nhất. Là bản thân nhân loại lấy thân thể con người làm căn cơ, chế tạo ra vũ khí. Đây mới thật sự là thiên đạo chi pháp. Đạo lý trong thư tịch rót vào trong đầu khiến cho hắn sảng khoái tinh thần hiểu ra bất kể là luyện khí hay là luyện đan mặc kệ là loại đẳng cấp nào biến hóa bao nhiêu thì cũng không rời bản chất cũng có một cái hạch tâm chuẩn tắc nhất mà thiên đạo luyện khí này chính là thứ ghi chép chuẩn tắc hạch tâm nhất này chỉ cần học được nó thì chẳng khác nào đã hoàn toàn nắm giữ đạo lý luyện chế những binh khí khác muốn luyện chế sẽ rất đơn giản hai mắt nhắm nhắm chặt học tập từng quyển từng quyển một canh giờ hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ, sau sáu canh giờ, sáu bản thiên đạo luyện khí đã được hắn học xong, mà trương huyền từ một kẻ hoàn toàn không biết gì cả với luyện khí chi đạo lại biến thành một luyện khí đại tông sư chân chính, coi như ngô dương tử phục sinh như vậy ở trên phương diện luyện khí nhất đạo chỉ sợ cũng kém xa hắn tít tắp. đương nhiên, coi như học tập được thiên đạo luyện khí, biết rất nhiều về luyện khí thế nhưng nếu để cho hắn chân chính luyện chế thì hắn vẫn giống như cùng luyện đan vậy rất khó làm được bởi vì chuyện này khác với thư họa trận pháp thuộc về đàm binh trên giấy không nói đâu xa chỉ là rèn luyện khí thai cũng đã tốn không biết bao nhiêu thời gian thì mới có thể tôi luyện thành công được không có khả năng chỉ cần một lần mà thôi nếu như muốn trở thành cao thủ luyện khí chân chính vẫn còn cần tốn không biết bao nhiêu thời gian để luyện tập thì mới thành công được nhìn một chút xem nơi này có phương pháp luyện thể hay không. Học tập xong thiên đạo luyện khí, lại đọc qua đám thư tịch vừa siêu tập một lần, Trương Huyền không nhịn được khẽ lắc đầu, có chút thất lạc. Mục đích chủ yếu nhất hắn tới nơi này chính là vì muốn lấy được công pháp luyện thể của Ngô Dương Tử. Hiện tại xem ra, trên giá sách này cũng không có những thứ này. Lắc đầu, hắn đứng dậy, nhìn về phía lạc thất thất cách đó không xa. Vừa xem qua, hai hàng lông mày không kìm lòng được mà nhíu lại. Ngươi, thương thế còn chưa khỏi sao? Chỉ thấy lúc này là thất thất vẫn đang khoanh chân ngồi chữa thương tại chỗ như cũ. Mặc dù khí tức trên người so với trước đó đã mạnh hơn nhiều, thế nhưng thương thế trong cơ thể vẫn không có hoàn hảo. Từ hô hấp là có thể nghe ra được, vẫn mang theo vẻ khó chịu. Chương 1189, luyện chế vũ khí thượng. 1. 6 canh giờ, lại phục dụng đan dược chữa thương, cho đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn, như vậy cũng quá chậm a. À. Tổn thương có chút nặng nề, mặc dù đã phục dụng dược vật, đại khái cũng phải mất thời gian chừng 3 ngày mới có thể khôi phục. Mà muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải nửa tháng. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Lạc Thất Thất ngẩng đầu lên nói. Trước đó, trong lúc chiến đấu nàng đã bị nội thương rất nghiêm trọng, 3 ngày có thể khôi phục đã coi như rất nhanh rồi. Dù sao bị thương cũng không phải ăn cơm, muốn nhanh là có thể nhanh được nếu như đợi thêm một thời gian ngắn thì sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nghe thấy còn cần thời gian lâu như vậy, Trương Huyền nhíu mày lại. Mặc dù trận pháp đã che giấu bọn hắn, làm cho khôi lỗi không tìm thấy. Thế nhưng ai cũng không dám cam đoan sẽ có biến cố gì, nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Trần chờ một chút, hắn hỏi. Trên người người có hồi khí đan hay không? Hồi khí đan? Lạc thất thất sướng sờ. Có, Hồi khí đan là một trong các dược vật người tu luyện thường dùng nhất, dùng để khôi phục chân khí, tu vi khác biệt thì đẳng cấp cũng không giống nhau. Giống như ở trong trận pháp tụ linh trận vậy, trong dược vật mỗi một cấp bậc cũng có loại đan dược này, thế nhưng công hiệu lại có khác biệt một trời một vực. Hồi khí đan trên người nàng chính là ngũ tinh sơ kỳ, coi như chân khí nàng tiêu hao sạch sẽ, nếu dùng một viên cũng có thể khiến cho nàng trong thời gian ngắn khôi phục được khoảng chừng 50%. Đủ để đối phó với một chút vấn đề nguy hiểm à. Cổ tay khẽ đảo, nàng lấy ra một viên. Ừm, tiếp nhận đan dược, Trương Huyền nắm ở trong tay, một lát sau, lại một lần nữa đưa tới. Ăn đi. Vâng. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Thất Thất vẫn mở miệng nuốt đan dược xuống. Hồi khí đan chỉ có thể dùng để khôi phục chân khí, hiện tại nàng chân khí rồi rào, ăn thứ này có tác dụng gì chứ? Trong lúc nàng đang cảm thấy kỳ quái thì đã cảm thấy hồi khí đang nuốt vào trong miệng chậm rãi tan ra, ngay sau đó có một luồng ấm áp khí lưu trong nháy mắt đã chảy qua toàn thân. Khí lưu đi tới đâu thì nội thương, ngoại thương, tất cả đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Sau mấy hơi thở, nàng có cảm giác cả người giống như thoát thai hoán cốt, lần nữa niết bàn trùng sinh. Cái này, hai mắt trợn tròn, Lạc Thất Thất đứng dậy, không thể tin được thương thế chỉ ít nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, sau khi ăn một viên hồi khí đan. Lại hoàn hảo không chút tổn hại nào cả. Lão sư, viên hồi khí đan này, cho dù người có ngốc hơn nữa cũng hiểu biết, nhất định là lão sư đã động tay động chân lên hồi khí đan, khiến cho nó biến thành thánh dược chữa thương. Chỉ cầm một chút, ngay cả đan lô cũng không có động, bất kỳ dược liệu gì cũng không thêm vào mà lại khiến cho một viên đan dược thay đổi thuộc tính và hiệu quả, rốt cuộc đối phương sao lại làm được cơ chứ? Chuẩn bị luyện khí đi. Cũng không giải thích, Trương Huyền khoát tay áo. Dựa vào loại thủ đoạn chữa thương kia của đối phương, muốn chờ đến lúc có thể luyện khí còn không biết phải tới năm nào tháng nào. Muốn phải nhanh chóng chữa khỏi chỉ có thể mượn thiên đạo chân khí mà thôi. Chỉ là, chân khí này quá mức đặc thù, đối phương lại là danh sư ngũ tinh. Nếu trực tiếp truyền vào thì sẽ rất dễ bị phát hiện ra cái gì đó, vì vậy hắn chỉ có thể mượn để làm vật môi giới. Mà trong hồi khí đan ẩn chứa linh khí cuồng bạo, dung nhập trong đó là phương án tốt nhất. Đồng thời một khi tiến vào cơ thể sẽ cùng dung hợp với chân khí của đối phương, coi như sau đó đối phương có hoài nghi muốn điều tra cũng không tra ra được. Trước đó cái gọi là thánh thủy chữa thương cũng là nguyên lý này. Mùi rượu gây mũi, để cho chân khí thiên đạo chân khí dung nhập vào trong đó, coi như là người lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng phát hiện ra được. Ừm, thấy lão sư không nói, lạc thất thất thức thời không hỏi thêm gì nữa, nàng đi tới trước mặt hồng viêm đỉnh. Trung quanh lô đỉnh, than đá có đủ loại khoáng vật chất, cần cái gì đều có cái đó, đủ để nàng tiến hành luyện chế. Bắt đầu, hít sâu một hơi, cổ tay lạc thất thất run lên, để than đá vào lô đỉnh, lại dùng phương pháp đặc thù để nhen lửa. Dưới chân khí thôi động, không lâu sau nó đã tản mát ra nhiệt lượng kinh người. Luyện khí cần có nhiệt độ, So với luyện đan còn lớn hơn, hỏa diễm bên trong lô đỉnh bốc lên, chung quanh lập tức trở nên cực nóng khó nhịn, dường như dù có ném trường kiếm vào thì cũng có thể trực tiếp hòa tan. Bây giờ vũ khí có cấp bậc cao nhất mà ngươi đã từng luyện chế qua là cấp bậc gì? Thấy động tác chuẩn bị than lửa của nàng như mây trôi nước chảy, tự mang ý vị, Trương Huyền biết cơ sở nàng không tồi cho nên mới khẽ gật đầu, hỏi: "Bẩm báo lão sư, vũ khí cao nhất mà con từng luyện chế qua là linh cấp hạ phẩm đỉnh phong." Linh cấp trung phẩm cũng chưa từng thành công qua. Khuôn mặt đỏ lên, Lạc Thất Thất nói: "Tiêu chuẩn nhập môn của luyện khí sư ngũ tinh là linh cấp hạ phẩm đỉnh phong, xem ra nàng đã miễn cưỡng đi vào cấp bậc này." Luyện khí sư ngũ tinh sơ kỳ, muốn luyện chế ra linh cấp thượng phẩm, quả thực có chút khó khăn. Trương Huyền nhíu mày một cái. Luyện khí khác biệt so với luyện đan. Luyện đan chỉ cần làm không sai một chút nào trong trình tự chiết xuất dược liệu, như vậy sẽ rất có khả năng thành đan. Thế nhưng luyện khí nếu tu vi không đủ, không có cách nào phát huy ra được nhiệt lượng lớn nhất của lửa than thì ngay cả khoáng thạch cũng rất khó hòa tan được. Như vậy nếu muốn luyện chế ra binh khí thích hợp thì cũng sẽ không khả năng. Lạc Thất thất ngay cả vũ khí linh cấp trung phẩm cũng chưa từng thành công qua. Như vậy đã nói rõ không chế đối với lửa than có thiếu sót cực lớn. Dùng loại thực lực này, ngay cả hòa tan khoáng thạch cũng không được, làm sao có thể thành công được cơ chứ? Sắc mặt tái xanh, cúi đầu nhìn về phía vật mà Ngô Dương Tử để lại. Xích anh khoáng thạch, tử lưu thiết anh, hàn thanh thạch. Mỗi khi nhìn một loại khoáng thạch, vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó coi hơn một chút. Những khoáng thạch này đều là thứ rất khó luyện chế, coi như thứ dễ dàng hòa tan nhất là hàn thanh thạch cũng cần chân khí của cường giả hóa phàm thất trọng thôi động thì mới có thể làm nó nóng chảy. Còn xích anh khoáng thạch, tử lưu thiết anh, những thứ này, không có thực lực hóa phàm bát trọng thậm chí là cửu trọng thì không có khả năng luyện hóa. Nói cách khác, đừng nói là luyện khí, rất nhiều khoáng thạch ở trước mắt, ngay cả muốn hòa tan cũng rất khó khăn. Chương 1190, luyện chế vũ khí thượng. Hai, nếu là luyện khí đơn thuần, bằng vào thực lực của ngươi, linh cấp thượng phẩm là thứ gần như không có khả năng. Chỉ là, nếu như muốn tăng phẩm chất vũ khí lên thì sẽ đơn giản hơn không ít. Trần chờ một lúc lâu, Trương Huyền nói: "Không có cách nào hòa tan khoáng thạch, như vậy sẽ không có cách nào luyện chế khí thai, đương nhiên cũng sẽ càng không có cách nào luyện chế vũ khí được." Thế nhưng, tăng phẩm chất vũ khí của lên thì lại đơn giản hơn không ít. Bởi vì có thành phẩm cho nên cũng không cần hoàn toàn hòa tan khoáng thạch là đã có thể hoàn thành. Dù sao đối phương đã nói qua, có thể luyện chế hoặc tấn thăng ra vũ khí linh cấp thượng phẩm thì cũng có thể tiếp nhận truyền thừa, tăng phẩm chất vũ khí lên rồi tấn cấp cũng phù hợp với yêu cầu tăng phẩm cấp lên là thất thất có chút xấu hổ tăng phẩm chất lên đúng là đơn giản hơn một chút so với luyện chế chỉ là con chỉ có một thanh vũ khí linh cấp trung phẩm vừa rồi khi đối chiến đã mất đi hơn nữa tất cả vũ khí của con cũng không thể tấn thăng không có cách nào tiếp tục tấn cấp được nữa tăng phẩm chất vũ khí lên quả thực so với luyện chế còn dễ dàng hơn nhiều chỉ có điều cũng phải có binh khí thích hợp trước mới được nàng chỉ có một thanh trường kiếm linh cấp trung phẩm thế nhưng lúc trước chiến đấu ở trong gian nhà đá nhỏ đã bị đánh bay đâm vào trong bức tường hiện tại cũng không có cầm về được a à. quan trôi nhất là những binh khí này đều đã triệt để thành phẩm nếu như lại tôi thép luyện chế không những không thể tấn cấp mà ngược lại sẽ rất cấp chỉ có vũ khí có thể tấn cấp trong truyền thuyết mới có thể tiếp tục rèn luyện chỉ là loại binh khí này cực kỳ thưa thớt xem như nàng cũng chưa từng thấy qua mấy món cho nên muốn tìm kiếm ở chỗ này nào có dễ dàng như vậy. Dùng của ta đi. Cổ tay khẽ đảo, trương huyền mang băng vũ kiếm ra. Thanh trường kiếm này lúc trước hắn lấy được từ kỳ chân lâu, thuộc về vũ khí có thể tấn thăng. Hơn nữa đã sớm đạt đến cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiếp tục tấn cấp. Cái này được. Thấy lão sư lấy bình khí của mình ra để luyện chế, không lo lắng bởi vì mình không cẩn thận mà làm cho nó giáng cấp. Trong lòng lập tức là thất thất cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu. Không cần khẩn trương, cứ dựa theo lời ta làm. Như vậy muốn làm cho băng vũ kiếm tấn cấp lên linh cấp thượng phẩm, không khó. Thấy nàng không có tự tin, Trương Huyền an ủi một câu. Hắn đã học xong sáu bản thiên đạo luyện khí. Lý giải về luyện khí sư của hắn đã sớm đạt đến tình trạng ngay cả ngô dương tử cũng rất khó đạt tới. Mặc dù tự nhận tu vi hạn chế, không có cách nào hòa tan rất nhiều khoáng thạch thế nhưng muốn làm cho băng vũ kiếm đã sớm đạt tới giới hạn tấn thăng đến linh cấp thượng phẩm. Chuyện này cũng không tính là quá khó. Chỉ là, mục đích hiện tại của chúng ta không phải là đạt tới linh cấp thượng phẩm, mà là tuyệt phẩm. Nhướng mày lên, Trương Huyền nói. Tuyệt phẩm, là thất thất sững sờ. Đạt tới thượng phẩm đã phù hợp với yêu cầu của Ngô Dương Tử, có thể lấy được truyền thừa, vì sao lại phải đạt tới tuyệt phẩm cơ chứ? Linh cấp tuyệt phẩm, đây chính là chuyện ngay cả luyện khí sư lục tinh cũng rất khó thành công được coi như ngô dương tử đại tông sư phục sinh có thể luyện chế thành công hay không cũng khó mà nói trước được để nàng luyện chế dù chỉ là tấn thăng nàng không thể nào làm được a hát không sai trương huyền gật gật đầu đầu khôi lỗi bên ngoài kia không biết đã dùng bao nhiêu khoáng thạch đặc thù đổ bê tông mà thành vũ khí bình thường căn bản không đả thương được nó mảy may nếu muốn chém giết nó chỉ có thể sử dụng loại vũ khí cấp bậc này mà thôi. Coi như thành công lấy được truyền thừa của Ngô Dương Tử, tìm được lối ra. Nếu như không giải quyết xong tên này, nhất định cũng sẽ có nguy hiểm. So với việc gây phiền phức còn không bằng một lần thành công, luyện chế ra vũ khí linh cấp tuyệt phẩm, sau đó chém giết nó. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền siết chặt nắm tay. Trước đó hắn đã chiến đấu cùng Khôi Lỗi, cho nên hắn biết, vũ khí bình thường trên căn bản không động được tới đối phương. Vì vậy nếu muốn giết chết, chỉ có thể dùng vũ khí đạt tới cấp bậc linh cấp tuyệt phẩm mà thôi. Đã, lần này đã phải tăng cấp bậc vũ khí lên, như vậy hắn cũng vừa vận nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp một lần thành công, giải quyết hậu hoạn. Cái này, vẻ mặt lạc thất thất nhăn nhó. Nàng ngay cả linh cấp thượng phẩm cũng không có nắm chắc có thể thành công, tuyệt phẩm. Làm sao có thể làm được cơ chứ? Lão sư, thực lực bây giờ của con chỉ có thể khiến cho viên hàn thanh thạch này nhũng ra, tiến hành rèn luyện, triệt để hòa tan cũng không làm được, có khả năng. Rất khó có thể luyện chế ra vũ khí tuyệt phẩm A. Thực sự nàng không nhịn được cho nên mới nói một câu. Như vậy đủ rồi. Biết lo lắng của nàng, Trương Huyền mỉm cười. Đủ rồi. Lạc thất thất nháy mắt. Quả thực hàn thanh thạch là khoáng thạch không thể thấy nhiều, có giá trị không nhỏ, nhưng so với xích anh khoáng thạch, tử lưu thiết anh rõ ràng vẫn còn kém một mảng lớn dung nhập vào thanh băng vũ kiếm này có thể duy trì cho nó không hạ cấp là tốt lắm rồi, còn tuyệt phẩm. Làm sao có thể làm được cơ chứ? Luyện khí, muốn cho vũ khí càng thêm sắc bén, tấn thăng lên cấp bậc cao hơn, bước quan trọng nhất là cái gì? Trương Huyền nhìn qua, là tôi thép. Lạc Thất Thất gật đầu. Tôi thép có thể khiến cho vũ khí trong nháy mắt xảy ra biến hóa, làm cho cả tất cả chất liệu của binh khí dễ dàng dung hợp hơn. Cùng một loại chất liệu Cùng trình tự luyện chế, khi tôi thép dung hợp càng hoàn mỹ hơn thì cấp bậc cũng càng cao hơn. Giống như luyện đan vậy, trung hòa đủ loại dược tính thì lại càng tốt, phẩm chất khi thành đan cũng càng cao. Có thể nói, tôi thép là bước quan trọng nhất. Đây là bước mà vô số luyện khí sư muốn nắm giữ nó mà lại không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được. Không sai, là tôi thép. Bình thường, độ chênh lệch nhiệt độ bên trong ngày càng lớn, hiệu quả càng tốt mà bởi vì tu vi hạn chế cho nên ngươi không có cách nào gia tăng nhiệt lượng trong binh khí, như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể hạ thấp nhiệt độ tôi thép. Trương Huyền cười cười. Trương 1191, luyện chế vũ khí hạ. một Hạ thấp nhiệt độ tôi thép. Lạc thất thất sướng sờ. Không phải tôi thép phải dùng nước sao, nhiều nhất là dùng nước đá, ngoại trừ cái này ra, còn hạ thấp như thế nào được nữa. Hơn nữa, cũng không phải nhiệt độ tranh lệch càng lớn thì lại càng tốt, còn phải căn cứ vào phạm vi có thể chịu đựng được của vũ khí. Nếu vượt quá, không chịu nổi, một khi nứt toát sẽ trở thành dã tràng xe cát, cuối cùng cái gì cũng không có được. Không ít luyện khí sư chính vì muốn gia tăng cấp bậc vũ khí cho nên cố ý sửa lại vật chất tôi thép. Kết quả lại gây ra phản ứng với vật chất bên trong khí thai, cuối cùng dẫn đến khí thai đã mài rũa không biết bao lâu sụp đổ trong nháy mắt. Lãng phí vô số khoáng thạch chân quý một cách vô ích luyện khí, tỷ lệ của đủ loại khoáng thạch, nhiệt độ, dung hợp bao nhiêu, vật chất tôi thép, thời gian. Tất cả đều là kỹ xảo, độ khó so với luyện đan cũng không hề yếu, nếu không, cũng không thể nào được coi là chức nghiệp đặc thù bài danh trước mấy. Không sai. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Người có mang theo lò luyện đan hay không? Luyện đan, lô. Lạc thất thất cho rằng mình đã nghe lầm. Bây giờ không phải muốn luyện khí hay sao? muốn lò luyện đan làm gì cơ chứ trương huyền lạnh nhạt nhìn qua ta muốn người luyện chế ra một lò băng phách đan băng phách đan lạc thất thất sửng sốt một chút lập tức trừng mắt nói lão sư muốn lợi dụng hàn khí của băng phách đan để tiến hành tôi thép băng phách đan là dược vật cô động đặc thù cho thể chất băng phách trong đó ẩn chứa hàn khí đặc thù người bình thường nuốt một cái sẽ bị chết phóng tại chỗ coi như băng phách đan hàn khí bức người thế nhưng thể tích đan dược lớn như vậy, tôi thép cho trường kiếm. Vẻ mặt lạc thất thất rất là xoắn suýt. Đan dược cũng chỉ nhỏ như quả nho không xê xích bao nhiêu, trường kiếm ngắn nhất cũng phải dài 3 thước trở lên, sao có thể tôi thép được chứ? Vũ khí tôi thép coi trọng nhất là trong chớp mắt, ý là trong nháy mắt hoàn thành rèn luyện toàn bộ binh khí. Một khi bỏ qua thời gian này, không nói tới việc uy lực sẽ trở nên không đều đặn mà còn bởi vì lực lượng không đều mà dẫn đến luyện chế thất bại. Dùng một viên đan dược để rèn luyện trường kiếm, làm sao N nàng lại cảm giác đang nói chuyện trên trời trong đêm tối như vậy chứ? Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ nói cho ta biết dược vật luyện chế băng phách đan à đan lô, ngươi có hay không mà thôi. Cắt ngang nỗi nghi hoặc của đối phương, Trương Huyền thản nhiên nói. Băng phách đan không phải là đan dược phổ biến, luyện chế rất ít, đồng thời dược liệu cũng không được đầy đủ. Thế nhưng đoạn thời gian trước con đồng ý giúp người khác luyện chế ra một viên hàn âm đan, tất cả dược liệu đều được đối phương chuẩn bị ba phần. Trần chờ một chút, lạc thất thất nói. Thể chất băng phách, thuộc về thể chất vạn người không được một. Cho nên đương nhiên loại đan dược này cũng rất ít khi được luyện chế. Đừng nói là nàng, coi như toàn bộ đan viện, chỉ sợ cũng không gom góp ra được một lò dược liệu. Hàn âm đan, trương huyền cao mày, Hiệu quả của loại đan dược này mặc dù không bằng băng phách đan, thế nhưng nếu như ba phần cộng lại, có lẽ hiệu quả cũng miễn cưỡng có thể. Hàn âm đan là dược vật chữa thương, trị liệu cho thương tổn bị công pháp hỏa thuộc tính tạo ra. Tài liệu chính là băng âm hàn thảo và băng phách lãnh thảo của băng phách đan. Còn kém một cấp bậc, chỉ có điều ba phần dược liệu trồng chất, nếu lại cẩn thận xử lý thì cũng sẽ không kém nhiều. Được rồi, hiện tại khai lò luyện đan đi. Suy tư một lát, lần nữa cân nhắc suy nghĩ trong lòng một lần trương huyền vung tay nói vâng biết lão sư làm như vậy nhất định đã suy nghĩ xong nàng cũng không nhiều lời cổ tay khẽ đảo lấy lò luyện đan ra ngoài đồng thời cũng bắt đầu nhen lửa nàng là luyện đan sư đan lô này khi ở luyện đan sư công hội nguyễn vũ đế đô cũng đã từng dùng qua mà các than đá luyện đan cần thiết cần cái gì có cái đó cho nên muốn chuẩn bị cũng không quá phiền phức không lâu sau Đan lô đã được đốt lên, hỏa diễm cực nóng đập vào mặt. Lão sư mang dược vật luyện chế hàn âm đan ra, từng loại đều được chuẩn bị kỹ càng, bày ra ở trên mặt bàn cách đó không xa, Lạc Thất Thất nhìn về phía lão sư mình. Mặc dù không biết vị Trương lão sư này có mục đích gì, thế nhưng chuyện mà lão sư làm, mỗi một chuyện đều rất thần kỳ, cho nên trong lòng nàng đã sinh ra sự tin tưởng mù quáng. Có lẽ thực sự có thể dùng lực lượng bây giờ khiến cho thanh vũ khí linh cấp trung phẩm này tấn cấp đến tuyệt phẩm. Lò lửa còn chưa đủ mạnh, tiếp tục tăng nhiệt độ. Từ trong suy nghĩ khôi phục lại, Trương Huyền nhìn thoáng qua, lại phân phó một câu. Hàn âm đan là dược vật băng thuộc tính hàn, đan lô quá yếu, ta sợ. Nghe nói lại tiếp tục tăng nhiệt độ, khóe miệng lạc thất thất giật giật một cái. Hàn âm đan là dược vật băng thuộc tính hàn, coi như là hỏa diễm hiện tại cũng đã đủ nóng lên nếu như lại tăng nhiệt độ, chỉ sợ còn chưa thành đan thì cũng đã triệt để hòa tan, nào còn có hiệu quả gì nữa. Tiếp tục tăng nhiệt độ. Cũng không giải thích, Trương Huyền tiếp tục nói. Vâng. Khẽ cắn bờ môi, Lạc Thất Thất không nói thêm lời nào, chân khí phun trào, dung nhập vào trong than lửa. Hừng hực hừng hực, hỏa diễm trực tiếp sinh ra, cùng kết nối với lò lửa luyện khí ở bên cạnh, dường như nung cho ngay cả đan lô cũng sắp bị hòa tan đồng thời để băng vũ kiếm và hàn thanh thạch vào hồng viêm đỉnh. Vâng, biết hiện tại mình phải nghe gì làm nấy, tuy rằng trong lòng kỳ quái nhưng nàng cũng không dám nói thêm lời nào. Lạc thất thất cầm lấy trường kiếm và hàn thanh thạch, sau đó cùng bỏ vào lô đỉnh. Trường 1192, Luyện chế vũ khí hạ. 2. Băng vũ kiếm là vũ khí có thể tấn thăng, vừa mới tiếp xúc với lò lửa cực nóng đã lập tức trở nên đỏ thấm. Đã mất đi nhận tính và co giãn trước đó, nếu như giờ phút này lấy nó ra, chuyện rất gấp là nhất định sẽ xảy ra. Còn hàn thanh thạch, cũng bắt đầu như nhũn ra, nhưng rõ ràng nhiệt độ của lò lửa còn chưa đủ để làm cho nó hòa tan. Ở trong lò luyện đan, để ba gốc xích phí thảo vào, sau ba hô hấp lại để vào một gốc băng âm hàn thảo. Sau đó dùng thủ pháp thất diệp để nửa gốc đỗ hư thảo vào, tử tinh yên ba tiền. Trương Huyền nhanh chóng nói. Hai hàng lông mi nhướng lên, bàn tay lạc thất thất liên tục chộp tới, đối phương nói tới gốc dược liệu nào thì nàng lập tức lấy gốc dược liệu đó. Làm thiên tài luyện đan nổi danh đan viện, thiên phú ở trên luyện đan của nàng đã vượt xa luyện khí. Mặc dù Trương Huyền ra lệnh rất nhanh, thế nhưng toàn bộ mọi động tác nàng có thể theo kịp, hơn nữa còn không loạn chút nào. Chỉ là, một bên thả dược liệu, một bên lại tràn ngập kinh hãi. Thủ pháp luyện đan mà đối phương bảo nàng thi triển ra, không ngờ nàng cũng đều biết. Có mấy thứ, là thứ trong lúc vô tình học tập được, ngay cả trong học viện cũng không có mấy người biết, mà đối phương lại cũng nói ra hết. Nàng không tin là bản thân mình bác học biết nhiều, những thứ mà đối phương nói ra đều biết. Chỉ sợ là vị trương sư này, biết nàng biết cái gì đó, sau đó lại căn cứ vào năng lực của nàng để bố trí ra trình tự và thủ pháp luyện đan. Chuyện này cần bao nhiêu thành tựu với luyện đan, hiểu sâu thế nào mới có thể làm được cơ chứ? Đã có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Coi như hồ viện trưởng đan viện, vị kia đã giảng bài rất nhiều lần cho nàng, chỉ sợ cũng không làm được a à. Tử tinh yên lại có thể cùng bỏ vào đan lô với đỗ hút, dựa theo suy nghĩ của ta trước đó, cả hai xung đột, tất sẽ gây ra bạo tạc. Hiện giờ bỏ vào lại không có chút khó chịu nào, xem ra có quan hệ với lò lửa. Khiếp sợ, đồng thời nàng cũng suy tư nhiều hơn. Trình tự mà trương sư bảo nàng bỏ dược liệu hoàn toàn khác biệt với trình tự luyện chế hàn âm đan mà trước đó nàng đã học qua tốc độ thực sự quá nhanh quả thực không kịp nhìn vốn bình thường nàng luyện chế viên đan dược này cũng cần ít nhất một hai canh giờ mà bây giờ vẫn chưa tới nửa phút thì ba phần dược liệu đã ném vào trong một nửa không đúng chẳng lẽ trương sư muốn cùng luyện chế ba lò dược liệu cái này điều này không có khả năng ha đột nhiên nhớ ra cái gì đó con người nàng lập tức co rụt lại người khác chuẩn bị tròn ba phần dược liệu mục đích là sợ luyện hỏng một lò còn có dự trù nói cách khác những dược vật này luyện chế ba lần cũng đã đủ mà bây giờ dưới sự phân phó của trương sư nàng lại ném toàn bộ vào lô đỉnh một lô đỉnh đồng thời luyện chế ba phần dược liệu thật giống như một con ngựa có ba người cưỡi vậy còn luyện chế thế nào nữa vội vàng quay đầu nhìn lại về phía lão sư lại thấy vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi như cũ miệng vẫn không ngừng phân phó dùng thủ pháp lạc nhứ thả ba gốc tam tiền thảo hai mảnh hồng diệp hoa nghe lão sư nhất định sẽ không sai cắn răng lạc thất thất tiếp tục thả dược liệu lúc trước ở trong luyện đan sư công hội nàng cũng rất là lo lắng cảm thấy lô đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thế nhưng sau khi nghiêm túc nghe phân phó không chỉ thành công mà còn luyện chế được dược dịch cấp bậc lục cấp khiến luyện đan thuật của nàng tăng nhiều hiện tại hiểu biết đối với trương sư nhiều như vậy còn liên tục nhìn thấy thủ đoạn khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đương nhiên nàng càng không có lý do gì để lo lắng. Nương theo dược vật thả xuống càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, đan lô lại giống như lần trước, quả nhiên đã đến biên giới bất kỳ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Lần trước nàng còn cảm thấy khẩn trương, có chút không dám buông tay. Thế nhưng lúc này đã là xe nhẹ đường quen, không có quá nhiều lo lắng như trước nữa. Cho hàn thanh thạch và băng vũ kiếm vào, tăng lửa trong lúc đang tiếp tục thả dược liệu vào đan lô thì đã nghe tiếng phân phó của trương sư tiếp tục vang lên vâng bên này luyện đan đã khiến cho nàng có chút luống cuống tay chân nghe nói còn phải gia tăng lửa cho lô đỉnh luyện khí lạc thất thất đành phải vận chuyển chân khí thi triển thân pháp tay trái vừa lật khí tức điên cuồng vọt mạnh qua siêu siêu hỏa diễm lập tức cháy hừng hực dùng chân khí để khống chế nhiệt độ hỏa diễm là chuyện mà mỗi một vị luyện đan sư luyện khí sư vừa bắt đầu đã phải học tập đối với nàng cũng không quá khó khăn chỉ có chỗ khó khăn là đồng thời chiếu cố hai loại nhất tâm nhị dụng tốc độ lập tức chậm lại mồ hôi trên đầu lạc thất thất ứa ra mà đan lô ở trước mặt cũng không ngừng lắc lư bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo tạc lão sư rất là khẩn trương lạc thất thất vội vàng nhìn sang lão sư mặc dù uy lực nổ lô của hàn âm đan không bằng dược dịch lục cấp trước đó luyện chế Thế nhưng một khi bạo tạc, hai người bọn họ cũng không ngăn cản được. Huống chi ở bên cạnh còn có hồng viêm đỉnh đã đốt tới nóng đỏ. Một khi bị kích thích, tất nhiên cũng sẽ bạo tạc, hai lô đỉnh đồng thời nổ tung, không cần khôi lỗi ra tay thì bọn hắn cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Có thể nói, lần này so với lần trước càng thêm nguy hiểm. Lần trước còn có hội trưởng luyện đan sư công hội ở bên cạnh, hơn nữa còn ở trong luyện đan sư công hội coi như có nổ tung thì cũng có thể mượn trận pháp để áp chế, khiến cho nguy hiểm hạ thấp xuống rất nhỏ. Mà bây giờ nơi này không có cái gì a, à. đừng có gấp. Bên trong lô đỉnh đan lô lại thêm một gốc hà hương hoa. Trương Huyền tiếp tục phân phó, nhìn thấy hai lô đỉnh đồng thời sôi trào, kỳ thật hắn cũng có chút khẩn trương. Chỉ có điều hắn cũng biết mình đã không có lựa chọn nào khác, không cho băng vô kiếm tấn thăng đến linh cấp tuyệt phẩm như vậy sẽ không chém giết được đầu khôi lối kia coi như tìm được lối ra thì cũng sẽ không đào thoát được thực lực của gia hỏa kia hắn đã tự mình lĩnh giáo bằng vào thực lực hiện tại của hai người căn bản không thể chống đỡ được chỉ có thể ra sức đánh cược một lần mà thôi thấy khuôn mặt của lão sư không thay đổi lạc thất thất yên tâm hơn không ít nàng khẽ gật đầu tay trái tiếp tục gia tăng hỏa diếm của hồng viêm đỉnh, tay phải nắm hà hương hoa lên lại nhẹ nhàng bắn ra siêu siêu. Hà hương hoa đi vào trong đan lô, lực lượng nổ lô lập tức được làm dịu, lạc thất thất mới vừa thở dài một hơi thì đột nhiên cảm thấy bên trái đã nhẹ tay hơn, nàng vội vàng quay đầu lại, con người tức thì co rụt lại. Lão sư, không xong, băng vô kiếm, đã bị hòa tan. Chỉ thấy băng vô kiếm mới vừa rồi còn đỏ thấm chẳng biết từ lúc nào đã triệt để mềm nhũn ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành chất lỏng chảy xuôi xuống dưới chương 1193, lần thứ ba trời nhận danh sư một Băng vũ kiếm mặc dù là vũ khí linh cấp trung phẩm, thế nhưng bởi vì là thuộc tính hàn cho nên điểm nóng chảy khá thấp. Tấn thăng vũ khí lên là làm cho một loại tài liệu khác hoặc là mấy loại tài liệu hiếm có khác dung nhập vào bên trong đồ vật thành phẩm vốn có. Rất kiêng kỵ chuyện làm cho vũ khí vốn có hòa tan. Bởi vì một khi hòa tan, đã mất đi hình thái, chẳng khác nào là luyện chế lại một lần, khi đó độ khó sẽ tăng lên không chỉ một lần. Lạc Thất Thất luôn gia tăng nhiệt độ hỏa diễm, tâm phân nhị dụng, cho nên đồng thời cũng không có quan sát kỹ. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới thả mấy gốc dược liệu thì bên này băng vũ kiếm đã lập tức bị hòa tan rồi. Một khi bị hòa tan, thuộc tính vốn có sẽ hoàn toàn biến mất, còn luyện chế thế nào nữa chứ? Khiến cho một kiện vũ khí linh cấp trung phẩm đỉnh phong tấn cấp đến thượng phẩm thì dễ dàng, luyện chế ra một kiện vũ khí thượng phẩm đánh chết cũng không làm được a à hát. Trong lúc nàng đang không biết nên làm như thế nào cho phải thì đã nghe thanh âm của trương sư tiếp tục vang lên. Ở bên trên băng vô kiếm, thêm một giọt dược dịch của tử tinh thảo. Dược dịch tử tinh thảo, tốt, cái gì? Lấy dược dịch ra, lạc thất thất đang định để vào lò luyện đan thì lại đột nhiên sửng sốt một cái, thiếu chút đã phát điên. Đặt ở bên trên băng vô kiếm. Đây là thao tác gì cơ chứ? băng vũ kiếm là luyện khí mà dược dịch tử tinh thảo là để luyện đan A. Nhỏ dược dịch lên bên trên vũ khí, chẳng khác nào lúc đang rèn sắt, khi sắt đã hóa lỏng lại đồng thời thêm một chút thịt vụn, sốt cà chua vậy. Người xác định đây là luyện khí chứ không phải nướng thịt đó chứ. Người xác định không phải mình đã nói sai vị trí đó chứ. Ừm, động tác phải nhanh hơn. Thanh âm của Trương Huyền rất là gấp rút. Tốt. Lông nghi nhảy một cái, lúc này cổ tay nàng run lên, dược dịch rơi vào bên trên băng vũ kiếm đã bắt đầu hòa tan xèo một tiếng xèo xèo vang lên dược dịch dọc theo trường kiếm chảy xuôi biến thành một đoàn xương trắng tản mát ra mùi thơm nồng nặc thơm quá ngửi được mùi thơm này lạc thất thất không kìm lòng được hít mũi một cái không thể không nói hương vị sau khi nướng từ tinh thảo vẫn rất tốt nàng đang suy tính không biết sau này có nên làm đồ ăn hay không trong lúc đang suy tư thì đã cảm thấy tay dừng lại cả người có chút mê muội. Nguy rồi. Trong lòng căng thẳng, con người lập tức co rụt lại. Tử tinh thảo là một loại dược liệu lá rộng hiếm thấy, phía trên là màu tím chấm bi. Vì vậy mới có cái tên này, loại dược liệu này có tác dụng trung hòa các dược liệu khác. Nếu sử dụng một mình nó thì lại có chút độc tính yếu ớt, có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác và mê muội. Vừa rồi chỉ riêng ngửi hương vị đã khiến cho nàng cảm thấy thơm, dễ ngửi, không ngờ lại quên đi điểm ấy hiện tại đang trong lúc thời khắc mấu chốt luyện đan luyện khí một khi ngất đi không cần nghĩ nhất định sẽ dẫn tới nổ lô bị lò luyện đan luyện khí lô đồng thời nổ chết chuyện này chỉ sợ là độc nhất trong toàn bộ hồng viễn đế quốc vạn năm qua a à. trong lòng buồn bực nhưng mí mắt cũng không ngừng kéo xuống phía dưới muốn mở mắt thế nhưng dù nàng làm như thế nào cũng không làm được sắp triệt để rơi vào trong mê mệt nguy rồi trương huyền tối sầm mặt lại Hắn đã nghĩ tới nhiều loại khả năng, thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, lạc thất thất này lại sợ ý như vậy, lại bị tử tinh thảo hôn cho mất đi. Luyện đan sư ngô tinh, không ngờ lại thả lỏng như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách lạc thất thất không có phòng bị, không nói tới việc tử tinh thảo thưa thất, coi như xuất hiện thì cũng dùng để trung hòa dược vật, công hiệu của bản thân khiến cho người khác quên đi. Lại thêm, đồng thời luyện khí, luyện đan, phân thần lực chú ý của nàng. Cho nên làm cho nàng chưa kịp phân biệt thì đã bị trúng chiêu. Một khi lạc thất thất hôn mê, Trương Huyền không có lý luận luyện khí, luyện đan, không có cách nào luyện chế. Cục diện bây giờ, chuyện nổ lô đã thành chuyện tất nhiên. Nếu không, triệt tiêu trận pháp, dẫn khôi lỗi tới, nổ chết hắn a. À. Thế nhưng chuyện nổ lô, hắn cũng không khống chế được thời gian và uy lực, một khi uy lực quá lớn, không nói tới việc bị nổ chết tại chỗ, coi như không chết, sơn động sụp đổ bị vùi ở dưới đất vài trăm mét như vậy, có lẽ cũng không sống được. Mà quan trọng nhất là, đầu khôi lối kia phòng ngự kinh người, hai cái nổ đồng thời nổ, mặc dù uy lực không nhỏ, thế nhưng chỉ sợ còn không tạo ra được vết thương chí mạng cho đầu khôi lỗi này. Cô 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 cục cục. Trong lúc hắn đang lo lắng, định tiến lên đánh thức lạc thất thất thì đã thấy đan lô trước mắt, lần nữa sôi trào, khí lưu cuồng bạo tàn phá bửa bãi, sắp bạo tạc. Hồi toàn luyện đan pháp được sáng tạo ra lúc đan lô sắp nổ, sôi sùng sục. Lần này là thất thất hồn mê ít nhất đã làm chậm trễ hai hô hấp, nếu như không thả dược liệu, mắt thấy sẽ không còn kịp nữa. Coi như hiện tại hắn biết luyện đan, tiến lên thả dược liệu thì chỉ sợ cũng đã muộn. Tiếp tục ném hồng diệp du vào bên trong đan lô. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn không nhịn được lần nữa la lên, trong lời nói không kìm lòng được mà tăng thêm sư ngôn thiên bẩm. Su lạc thất thất trong hôn mê không có ngừng lại bàn tay nhẹ nhàng chộp một cái cầm hồng diệp tu lên tiện tay ném vào xoạt dược liệu đi vào lô đỉnh cục diện sắp bạo tạc lại lần nữa được làm dịu cái này nháy mắt trương huyền sửng sốt một chút lập tức hưng phấn xém chút nữa đã nhảy lên vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách hắn đã sử dụng sư ngôn thiên bẩm làm sao hắn lại không có nghĩ đến điểm này cơ chứ Sư ngôn thiên bẩm chỉ cần phù hợp với quy luật tự nhiên, thiên đạo chí lý là có thể làm cho đối phương không kìm lòng được phải dựa theo ngôn ngữ nhắc nhở của hắn để làm việc. Hiện tại mặc dù lạc thất thất đã rơi vào nửa trạng thái hôn mê, thế nhưng cũng không làm trở ngại hắn thi triển sư ngôn thiên bẩm, khiến cho thân thể nàng tiếp tục luyện đan. chương 1194, lần thứ ba trời nhận danh sư 2. Thậm chí, luyện đan như vậy, không có tâm tình chập chờn hiệu quả sẽ càng tốt đặt hàn thanh thạch và băng vũ kiếm vào một chỗ tiếp tục dùng thủ pháp hỏa trúc lần nữa thả một gốc băng âm hàn thảo vào lò luyện đan có lần đầu tiên thành công trương huyền tiếp tục sử dụng sư ngôn thiên bẩm lạc thất thất mới vừa mới phân tâm nhị dụng còn không có cách nào thích ứng được bây giờ ở dưới sư ngôn thiên bẩm tay trái tay phải tách ra một tay luyện khí một tay luyện đan không bị ảnh hưởng một chút nào hiệu suất tăng lên không chỉ một lần si si hàn thanh thạch và băng vũ kiếm đặt chung một chỗ, phát ra thanh âm ầm ầm, bắt đầu dung hợp. Trương Huyền nhướng mày lên, lấy trường kiếm ra, dùng trùng điệp rèn luyện pháp, rèn luyện 779 lần. Nghe thấy hắn phân phó, tay trái của lạc thất thất run một cái, trường kiếm lập tức rơi vào trên bệ đá cách đó không xa. Bàn tay lại chộp một chảo, thiết trùy luyện khí mà ngô dương tử đã chuẩn bị xong rơi vào lòng bàn tay nàng, lại không ngừng đánh bỏ từ hoa hành và bao hưng chấp vào đan lô, gia tăng hỏa diễm lên ba thành, dùng lạc tình thủ để lay động đan lô bảy lần. Tiếp tục phân phó một tiếng. Hoa rầm rầm, lạc thất thất cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc dựa theo lời hắn mà làm. Con người thường có cảm xúc sợ khó, lạc thất thất chưa hề đồng thời luyện đan, luyện khí. Cho nên khí mắt thấy đan lô sắp nổ, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra ý sợ hãi. Nếu tùy ý để cho loại ý nghĩ này sinh sôi, còn đồng thời luyện chế bản thân nàng sẽ rất khó hoàn thành chuyện này được ai cũng không nghĩ tới trong quá trình luyện chế lại bị tử tinh thảo làm cho rơi vào hôn mê ngược lại còn làm cho hiệu suất của nàng tăng lên không ít trương huyền càng nói càng nhanh động tác của lạc thất thất cũng càng ngày càng thuận tay hai người phối hợp không có tỉ vết giống như là lạc thất thất tự mình luyện chế vậy đan lô mặc dù táo bạo bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thế nhưng vẫn một mực quanh quẩn ở điểm tới hạn duy trì sự an toàn. Băng vũ kiếm dung nhập hàn thanh thạch và tử tinh thảo, dưới rèn luyện lại lần nữa khôi phục bộ dáng trường kiếm, thoạt nhìn càng thêm sắc bén. Tốt, mở đan lô ra. Không biết trải qua bao lâu, Trương Huyền đột nhiên nhướng mày lên, tâm cảnh vận chuyển tới cực hạn, lại thấp giọng hô một tiếng. Siêu, tay phải lạc thất thất vồ một cái, mở lô đỉnh đan lô ra, dược lực hùng hậu trước đó trong nháy mắt đã ngưng tụ, ngay lúc sắp thành đan đặt băng vũ kiếm vào đan lô. Trương Huyền nói tiếp, nghe thấy phân phó, nữ tử theo bản năng tiện tay ném trường kiếm vào. Ông, thanh âm chói tai giống như rồng ngâm vang lên, cả sơn động cũng vang lên thanh âm dễ nghe lanh lành, khiến cho người ta say mê. Siêu, ngay sau đó trường kiếm mới vừa để vào đan lô lại một lần nữa từ bên trong lô đỉnh bay ra, lơ lửng ở trên không trung, không ngừng lay động, giống như là chim tước đã chạy ra khỏi lồng giam, phát ra tiếng vang hưng phấn. Từng đạo hàn mang từ thân kiếm phóng ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người ta có một loại cảm giác thiết kim đoạn ngọc, sắc bén tới mức dường như có thể đâm rách con mắt của người khác. Tới đây, vẫy tay, trường kiếm lập tức bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cúi đầu nhìn lại, chuôi băng vô kiếm này có kích cỡ tương đương như vừa rồi, chiều dài không chút biến hóa, thế nhưng thoạt nhìn càng thêm khinh bạc. Mặt ngoài trước đó bóng loáng sáng rực giờ phút này đã che kín sao? như là hoa văn bên trên tử tinh thảo vậy. Lại giống như ẩn chứa thiên địa tinh thần, làm cho người ta có một loại ý vị đặc thù. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ở trên thân kiếm, trường kiếm lập tức giống như du long bay lên, phát ra tiếng vang êm tai. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành cự long, dòng rồi thiên địa, chém giết phần đục. Đây là, nửa bước thánh cấp. Con người có co rụt lại, trương huyền ngây người. Tu luyện xong sáu bản thiên đạo luyện khí, chuyện phân biệt vũ khí hắn cũng có nhãn lực cực cao. Coi như không mượn thư viện thì hắn cũng có thể nhìn ra, băng vô kiếm này rất rõ ràng đã vượt qua ràng buộc của linh cấp tuyệt phẩm, đạt đến nửa bước thánh cấp. Vũ khí chia làm 5 cấp bậc thần, thánh, linh, quỷ, phàm. Nửa bước thánh cấp mặc dù không có chân chính đạt tới một chữ thánh, thế nhưng cũng đã thoát ly ràng buộc của linh cấp, đạt đến một cấp độ khác. Loại vũ khí cấp bậc này, coi như là loại luyện khí sư lục tinh đỉnh phong nhất như ngô dương tử cũng rất khó luyện chế thành công. Trừ phi đối phương đạt đến cấp bậc thất tinh. Nói cách khác, hắn lợi dụng sư ngôn thiên bẩm, mượn tay của lạc thất thất, không ngờ lại luyện chế được một kiện bán thánh chi khí. Nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể khiến cho vô số người trực tiếp bị hù chết. Loại vũ khí cấp bậc này, coi như ở trong hồng viễn đế quốc cũng rất hiếm gặp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng sợ, cổ tay khẽ đảo, thu hồi trường kiếm, lại quay đầu nhìn về phía lạc thất thất. Chỉ thấy lúc này nàng, chẳng biết từ lúc nào đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã rơi vào một loại đốn ngộ nào đó. Vừa rồi mặc dù đã rơi vào hôn mê, nhưng sư ngôn thiên bẩm, hai tay vẫn được trải nghiệm quá trình đồng thời luyện chế vũ khí và đan dược, vẫn ghi tạc ở trong lòng nàng như yêu xế tạo thành trí nhớ, về sau mặc kệ lĩnh ngộ đối với luyện đan hay là luyện khí cũng sẽ lần nữa gia tăng, đạt tới một cảnh giới càng cao hơn. Vừa rồi nàng đã rơi vào hôn mê, có lẽ đã đi vào vô cảnh giới niệm vô tưởng, trải qua chuyện này, bất kể vận chuyển chân khí hay là trí nhớ đều có tiến bộ. Trí nhớ càng sâu, hiệu quả có được thậm chí còn lớn hơn so với lần trước ta chỉ điểm ở luyện đan sư công hội. Nhìn bộ đáng của đối phương, trong lòng Trương Huyền suy tư xem ra sư ngôn thiên bẩm không chỉ có thể truyền thụ tu vi học sinh, để cho bọn hắn tự chủ tu luyện mà cũng có thể ma luyện tâm cảnh, làm cho bọn chúng tiến bộ hơn. Người có tính chơ, cũng có tâm lý sợ khó, nếu như khuyên bảo tốt mà vẫn không có cách nào làm cho hắn học tập thì nhất định phải cưỡng chế đi làm, hình thành trí nhớ cơ bắp, chân khí tuần hoàn. Coi như về sau không cần đốc thuốc thì cũng có thể tự chủ tu luyện. Trong lòng đột nhiên hiểu ra, đột nhiên toàn bộ địa cung lay động một hồi, một luồng khí tức đặc thù bỗng dưng hạ xuống, triệt để bao phủ Trương Huyền. Lần thứ ba trời nhận danh sư. Trương 1195, vô niệm vô tưởng 1. Huyễn Vũ Đế Quốc. Lúc này ở Hóa Thanh Trì, khu vực và kiến trúc vỡ vụn đã một lần nữa được sửa chữa xong, mặc dù ao nước không có linh khí hùng hậu như vậy trước đó. Thế nhưng cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục, có sinh cơ như trước kia. Bên cạnh có một tấm bia đá lớn đứng sừng sững, phía trên có điều khắc năm chữ to như rồng bay phượng múa chỗ dương sư ném giày chữ viết như biển khiến cho người ta vừa nhìn một cái trong lòng đã không kìm được mà trở nên say mê vừa nhìn đã biết là thư hỏa tông sư cấp bậc ngũ tinh lưu lại cách vị trí bia đá không xa chính là nơi mà vài ngày trước trương huyền đứng ở trên đầu hỏa long ném giày ra ném giày chỉ là tìm ra điểm lực lượng giao hội cũng không phải là không phải là giày thì không thể nào là thứ khác được chiếc giày kia đã bị huyến vũ đế quốc cất đi bảo quản, thay vào đó là một cái trận kỳ có lực lượng vững chắc. Có trận kỳ, xung đột linh khí sẽ đạt được cân bằng, lực lượng liên tục không ngừng tràn vào hóa thanh chỉ khiến cho đế quốc ngày càng bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Có thể nói huyến vũ đế quốc đã xem như nhân họa đắc phúc. Một vị quan lại giống như là quan sử đang đứng ở bên cạnh ghi chép. Huyến vũ đế quốc vấn thiên lịch năm 67, mùa đông. Thanh Tắc Sơn, Long Lân Hà, Điểm mạch linh khí xung đột, hủy hóa thanh trì, sắp diệt đế đô. Lúc này dương sư đạp không mà đến, một giày phá tan tình thế nguy hiểm. Ngay lúc hắn đang viết thì đột nhiên, ao nước sao động, tiếng chuông vang vọng, trên bầu trời ngàn chim cùng bay, che khuất bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Đám hộ vệ chung quanh cũng nhìn thấy tình huống này, mỗi người đều không rõ ràng cho lắm. Vệ đường chủ, đây là có chuyện gì? Diệp vấn thiên bệ hạ còn chưa rời đi, nghe được động tính cũng từ trong phòng đi ra. Sau đó lại nhìn về phía vệ giang vệ đường chủ bên người rồi hỏi. Bách điều chúc phúc, vạn chúng minh, đây là có người lấy được chức nghiệp trời nhận. Vệ đường chủ xứng sờ, nhớ tới ghi chép trong thư tịch trước đó. Trời nhận chức nghiệp, ý người nói là, đẳng cấp mà thiên địa thừa nhận. Diệp vấn thiên xứng sờ. Trời nhận chức nghiệp, chính là ông trời cũng thừa nhận đẳng cấp và cống hiến của ngươi bên trong nghề nghiệp này người có thể gây ra loại dị động này, không có người nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, về sau tiền đồ vô lượng. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này ở đây, há không cho đã thấy, huyến vũ đế quốc sẽ xuất hiện một siêu cấp thiên tài hay sao? Vâng, vệ đường chủ khẽ gật đầu, nói. Trời nhận chức nghiệp, là trời xanh chiếu cố. Yên tâm đi, đây là nghề nghiệp gì, là ai dẫn động, sau khi trở về ta phải điều tra thêm mới được. Ừm, hẳn nên vậy nếu điều tra ra ta muốn đích thân bái kiến vị thiên tài này diệp phấn thiên vội nói được vệ đường chủ không nói thêm lời nào mà nhảy lên lưng thú trực tiếp bay đi về phía danh sư đường mới đi đến trước cửa đường còn không tiến vào thì đã thấy một vị trưởng lão vội vã đi tới trên mặt mang theo vẻ sợ hãi vừa nhìn thấy hắn đã trực tiếp mở miệng đường chủ không xong phong sư điện sụp đổ tất cả bài vị của tiên tổ cũng đổ phong sư điện sụp đổ vệ đường chủ sướng sờ, lập tức nghĩ đến cái gì đó, con người co rụt lại, toàn thân run lên, tràn ngập không thể tin được. Vạn bài chấn động, tiếng chuông cùng gieo vang, chẳng lẽ người vừa mới được công nhận nghề nghiệp này là trời nhận danh sư, trời nhận danh sư, đây chính là tình huống mà chỉ có thiên nhân khổng sư mới từng được nhận, coi như học sinh thân truyền của hắn, thành thánh, thành tổ thì cũng không có được vinh hạnh đặc biệt này như hắn loại chuyện này xảy ra rầm rộ ở bên trong danh sư đường nguyễn vũ đế quốc rốt cuộc là ai chẳng lẽ là vị dương sư kia đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trong đầu hắn nếu như nói ai có thể có loại vinh hạnh đặc biệt này thì có lẽ chỉ có vị dương huyền sâu không thấy đáy khiến cho ngay cả mạc đường chủ cũng phải nói năng thận trọng như vậy mà thôi vị tiền bối này đạp không mà đến một giày định càn khôn dáng vẻ này đã in sâu vào trong lòng không có cách nào khu trừ được báo tin cho chỗ có danh sư, chuyện này coi như không nghe thấy, không hỏi, không nói. Nếu như có vi phạm, hủy bỏ tư cách danh sư. Nghĩ đến lời nói của mạc đường chủ, vệ đường chủ vội vàng phân phó. Bất kể có phải là Dương Huyền hay không, chuyện trời nhận danh sư đều là chuyện lớn, ai cũng không dám chuyển đi, nếu không. Tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Lại nói, trời nhận danh sư chỉ có một mình khổng sư, cụ thể sẽ xảy ra dị biến gì, ai cũng không biết. Cho nên một màn trước mắt này, rốt cuộc phải trời nhận danh sư hay không hắn cũng không quá xác định. Vâng, mặc dù nghi hoặc, thế nhưng vị trưởng lão này vẫn gật đầu, xoay người trở về, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Vạn Quốc Thành, Triệu Phi vũ rũi lưng một cái, từ trong phòng đi ra. Liên tục bế quan hơn một tháng khiến cho toàn thân nàng có chút cứng ngắc. Chỉ là, nàng cũng biết, chỉ có như vậy thì mới có thể đuổi theo bước chân của vị kia, thậm chí, dù vậy cũng sẽ bị càng kéo càng xa hơn. Con tu luyện xong rồi sao? Không tệ, không tệ, gần đây tiến bộ rất lớn. Khang đường chủ đi tới, nhìn thoáng qua nàng rồi hài lòng gật đầu. Lúc gần đi trương sư đã bàn giao triệu phi vũ lại cho hắn, hắn cũng không có từ chối mà chuyên tâm chỉ điểm. Hơn một tháng qua, quả thực nàng đã có tiến bộ rất lớn. Âm âm, ngay lúc hắn đang cảm khái, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì Khang Đường chủ đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Bên phía phương hướng danh sư đường có tiếng chuông vang lên. "Là, trời nhận danh sư, tại sao lại là trời nhận danh sư?" Hai mắt trợn tròn, Khang Đường chủ lập tức bối rối. Đoạn thời gian trước mới tới một lần, tại sao lại đến nữa cơ chứ? Chương 1196, vô niệm vô tưởng 2. Từ lúc nào trời nhận danh sư khiến cho người ta chờ mong không dứt nhưng Thủy chung không có người làm được lại giống như đốt pháo ngày lễ ngày Tết, thường xuyên như thế cơ chứ. Có phải là trương sư hay không? Triệu Phi vũ cũng sừng sốt, nhớ tới người thanh niên trước đó, nàng không nhịn được nói. Trương sư, không có khả năng, trương sư đã đi huyến vũ đế quốc, cách nơi này không dưới trăm vạn cây số, làm sao có thể là hắn được chứ? Khang đường chủ lắc đầu. Coi như là trời nhận danh sư thì cũng có phạm vi riêng biệt. Trương Sư không có mặt ở Vạn Quốc Thành, làm sao có thể dẫn động danh Sư Đường ở Vạn Quốc Thành lay động cơ chứ? Ta đã xem qua một bản cổ tịch, nói lúc trước khi Khổng Sư trở thành trời nhận danh Sư Cửu Tinh thì toàn bộ đại lục cũng vì đó ăn mừng. Phượng Hoàng, chân Long rong rủi, trời có hào quang, ba tháng cũng không ngừng. Không biết, trời nhận danh Sư cấp bậc càng cao thì phạm vi chấn động cũng càng rộng hay không? Triệu Phi Vũ phân tích. Mặc dù nàng không phải là danh sư, Thế nhưng từ nhỏ đã đọc sách, lại thêm Liên Minh có rất nhiều thứ cất giấu, lượng tri thức rất rộng, so với Khang Đường chủ trước mắt này cũng không hề yếu hơn. Thậm chí còn có nhiều chỗ còn hơn. Cái này, Khang Đường chủ sửng sốt. Trời nhận danh sư nhất tinh và cửu tinh nhất định sẽ có khác biệt. Chẳng lẽ, động tĩnh này thực sự là tên kia làm ra? Hiên Viên Vương quốc, Mạc Vũ một thân lộng lấy, ngồi ở bên trên vương tọa. Trải qua mấy tháng chỉnh hợp, lúc này vương quốc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng, không còn người nào dám nói nửa câu nữa. Nhất là sau khi tin tức trương sư khảo hạch danh sư tứ tinh thành công, đoạt được quán quân thi đấu danh sư tin tức chuyển đến, lại không có người nào dám nói nhảm nửa câu. Ai cũng biết vị mạc vũ bệ hạ này có không ít quan hệ với trương sư, dám phản kháng, đừng nói là vương thất, coi như danh sư đường cũng không dám nhúng tay giáo huấn. Đương 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 ngay lúc nàng đang nghe đại thần bẩm báo thì lại nghe đến một trận tiếng chuông oanh minh chuyển đến bên danh sư đường có tiếng chuông nổ lớn cái này mạc vũ đứng dậy những đại thần khác cũng tập trung ánh mắt về phía đó toàn bộ chỗ có danh sư trong hiên viên vương thành tất cả đều vội vã đi về phía danh sư đường trong lúc nhất thời tất cả đều ngơ ngác không rõ ràng cho lắm cùng một màn còn xảy ra ở thiên vũ vương quốc thiên huyền vương quốc các loại có thể nói toàn bộ các danh sư đường dưới quyền của Huyễn Vũ Đế Quốc tất cả đều xuất hiện tình huống kinh người như thế không ít người cũng không biết chuyện gì xảy ra coi như là biết cũng không biết rốt cuộc là do ai gây ra mà lúc này kẻ cầm đầu như Trương Huyền thân thể nhoáng một cái đã đứng dậy trời nhận danh sư lần thứ ba đã kết thúc giống như lần trước Tu Vi hắn vẫn như cũ là hợp linh cảnh đỉnh phong thế nhưng lý giải đối với Tu Vi phó kỹ đã trở nên khắc sâu hơn. Sức chiến đấu gia tăng thế nào đương nhiên không cần phải nói, linh hồn và thân thể cũng phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Coi như vẫn không thể chiến đấu với cường giả quy nhất cảnh trung kỳ nhu cũ. Thế nhưng nếu là sơ kỳ, đã không phải là đối thủ của ta. Cảm nhận được lực lượng biến hóa và lý giải về thực lực, Trương Huyền khẽ cười một tiếng. Trời nhận danh sư, mặc dù không gia tăng tu vi, thế nhưng có thể khiến cho tâm cảnh của người ta càng thêm bao la, ý thức càng thêm sâu xa. Lý giải về sự vật và cái nhìn cũng thoáng hơn. Chính là bởi vì có hai lần kinh nghiệm trước cho nên khi đối mặt với khôi lỗi, rõ ràng hắn còn càng bình hơn lạc thất thất, cũng càng thêm trầm ổn. Tâm cảnh khắc độ lại tăng lên tới 3.0. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Lần này tâm cảnh so với hai lần trước cũng gia tăng nhiều hơn, trực tiếp tấn thăng lên tới 3.0 khắc độ. Nói cách khác, thời khắc này tâm cảnh khắc độ của hắn đã đạt đến 19 một, so với danh sư lục tinh cũng không hề yếu. Chỉ chừng 20 tuổi, lại có tâm cảnh khác độ ngang với danh sư lục tinh. Chuyện này nếu nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thoáng cái tăng lên 3.0 tâm cảnh khắc độ, tương đương với tăng lên một cấp bậc danh sư, đổi lại là người khác, không có mấy chục năm khổ tu sẽ khó mà làm được. Tâm cảnh khắc độ gia tăng, sư ngôn thiên bẩm và minh lý chi nhãn cũng trở nên càng khủng bố hơn. Trước đó Minh Lý Chi Nhãn có thể tùy tiện xem thấu tồn tại vượt qua bản thân hai cấp bậc nhỏ, hiện tại đã đạt đến 3 cấp bậc. Hiện tại cấp bậc chân khí của hắn là hợp linh cảnh đỉnh phong, như vậy cho dù là cường giả kiều thiên cảnh hậu kỳ tới đây, coi như không sử dụng thiên đạo thư viện thì hắn cũng có thể nhìn thấu chỗ thiếu sót của chiêu số. Khiến cho đối phương không có chút bí mật nào nữa. Sư ngôn thiên bẩm thì lại càng thêm đáng sợ, hiện tại coi như danh sư lục tinh hạ phẩm, thậm chí trung phẩm tới đây thì chỉ sợ cũng có thể bị hắn mê hoặc, từ đó không tìm thấy được phương hướng. Lần này trời nhận danh sư, thứ thu hoạch lớn nhất cũng không phải là hồn lực khắc độ và sư ngôn thiên bẩm, minh lý chi nhãn, mà là vô niệm vô tưởng. Nhìn qua thân thể một lần, Trương Huyền siết chặt nắm tay, vẻ mặt rất là kích động. Lần này trời nhận danh sư, đủ loại lý giải về danh sư cũng đã tăng lên không ít, nhưng điều khiến cho hắn cao hứng nhất là Thân thể cũng đã nắm giữ năng lực vô niệm vô tưởng. Vô niệm vô tưởng là chuyện mà ngón tay không cần linh hồn và ý niệm suy nghĩ khởi động, thân thể cũng có thể căn cứ theo quán tính mà đi làm việc. Tựa như trước đó ở Hóa Thành chỉ vậy, linh hồn ly thể, trong thời gian ngắn không có cách nào đi vào thì sẽ giống như tử thi, không hề hay biết, cứng ngắc. Bây giờ thì khác, có loại năng lực vô niệm vô tưởng này, coi như linh hồn không ở trong cơ thể thì thân thể cũng có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí chiến đấu. Nói cách khác, dù là không có linh hồn thì thân thể cũng có thể tự chủ chiến đấu, thậm chí còn bằng vào trí nhớ cơ bắp mà tốc độ phản ứng càng nhanh hơn. Nếu như gặp lại đầu khôi lối kia, như vậy thân thể, vu hồn, phân thân, tương đương với một thể ba người, sức chiến đấu chợt tăng lên không chỉ một lần. Quá tốt rồi, có loại năng lực này, đừng nói là phân tâm nhị dụng, tam dụng cũng không có vấn đề gì a. À. Mỉm cười trong lúc Trương Huyền đang cảm giác thu hoạch lần này cực lớn thì đã nghe thấy một đạo thanh âm vang lên. Lạc Thất Thất ở bên cạnh cũng từ bên trong vi khôi phục lại. Chương 1197, Diệt tộc 1. Lão sư, đi tới trước mặt hắn, Lạc Thất Thất ôm quyền. Vừa rồi rơi vào đốn ngộ, nàng cũng không biết trước mắt vị này đã hoàn thành trời nhận danh sư. Nàng chỉ biết là trải qua lần lĩnh ngộ này, lý giải đối với luyện đan, luyện khí của nàng đã có tăng vọt về chất trước kia khi luyện khí nàng chỉ có thể được coi là có thiên phú mà lần này trở về coi như là mấy thiên tài nổi danh trong luyện khí học viện kia thì nàng cũng có tự tin cho bọn họ trôn chân tại chỗ không tồi thấy ánh mắt của nàng tự tin nhất định đã lấy được cực lớn chỗ tốt trương huyền hài lòng gật đầu bất kể nói thế nào thì người này đều là học sinh của hắn học sinh tiến bộ người làm lão sư cũng coi như có vinh quang đa tạ lão sư chỉ điểm trịnh trọng quỳ mọp xuống dưới đất lạc thất thất tràn ngập cảm kích nói siêu đang muốn đỡ dậy nàng dậy thì trương huyền đã cảm thấy thư viện nhoáng một cái một bản thư tịch màu vàng lập tức xuất hiện ở trước mặt thiên đạo chi thư trước đó hắn rất muốn có thứ này mà không có được không nghĩ tới giờ phút này nó lại trực tiếp xuất hiện quá tốt rồi có thứ đồ chơi này quản đầu khôi lối kia là cái quái gì chỉ cần một sách là có thể đập thành thịt nát cũng không cần lo lắng gì nhiều tới nó nữa xem ra Quả nhiên chỉ có thụ nghiệp nhận được cảm kích thì mới có thể có được thứ này." Trương Huyền gật đầu. Trước đó bản thân cuốn lấy khôi lỗi để cho nàng chạy trốn, ân tình cực lớn mà cũng không có hình thành. Thế nhưng bây giờ lại lấy được, rất rõ ràng đối phương đang cảm kích bản thân hắn thụ nghiệp, giúp nàng học được tri thức, tiến bộ. Xem ra Thiên Đạo chi thư là thứ được tạo ra từ thân phận lão sư, phải thụ nghiệp thì mới có thể có, những cảm kích khác vô hiệu. "Đứng lên đi." người đã luyện chế ra vũ khí siêu việt linh cấp thượng phẩm, để xem có thể lấy được truyền thừa của Ngô Dương Tử, tìm được đường ra hay không. Có thiên đạo chi thư, trong lòng Trương Huyền rất là thoải mái, đỡ nàng dậy, cổ tay khẽ đảo, đặt băng vũ kiếm trên cái đài trước mặt hồng viêm đỉnh. Kẹt kẹt, dường như đang đo lường phẩm chất của thanh kiếm này có đạt quy cách hay không, bệ đá lay động một hồi, thanh âm cơ lò so vận chuyển lần nữa vang lên. Chúc mừng ngươi, rèn đúc ra vũ khí vượt qua linh cấp thượng phẩm, bây giờ ngươi đã có tư cách làm học cho ta. Hiện tại ta sẽ mang tâm huyết suốt đời của bản thân truyền thụ cho ngươi. Siêu, nương theo lời của hắn, khu vực trước mắt lay động một hồi, một cái bệ đá chậm rãi hiện lên. Không ngờ dưới bệ đá lại còn có cơ quan. Trên bệ đá, tổng cộng có ba món đồ, thứ nhất. Tổng kết luyện khí của cả đời ta và lý giải kỹ càng về phủ cầm luyện khí pháp mà một mình ta sáng tạo ra. Thứ hai, công pháp luyện thể của ta, ngũ diệu kim thân thứ ba phần kinh nghiệm của ta và lối ra khỏi nơi này bị nhốt ở nơi này không có cách nào rời khỏi nhưng cũng không có oán hận có thể suốt ngày làm bạn với luyện khí vui mà vong yêu đáng tiếc tuổi thọ ta có hạn chuyên tâm muốn luyện chế ra thánh khí mà không thể được trong lòng sinh ra bi thương hy vọng được hậu bối nhận được truyền thừa của ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ta dùng phủ cầm luyện khí pháp luyện chế ra thánh khí như vậy cũng có thể an ủi anh linh ta trên trời như vậy cho dù chết ta cũng có thể nhắm mắt nếu như người nguyện ý phát ra lời thề ta có thể một tin tức mà ta biết truyền thụ cho ngươi tin tức này liên quan tới một bảo tàng để lại từ thượng cổ sau khi lấy được tàng thai phá thánh chỉ sợ cũng không phải là việc khó thanh âm tiếp tục nói tàng thai phá thánh nhìn nhau một cái hô hấp của trương huyền lạc thất thất trở nên rồn rập hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh cũng gọi là tàng thai cảnh thai tàng cảnh hoặc là nguyên anh cảnh ý là tích xúc tu vi, ngừng tụ nguyên thai, nguyên anh trong cơ thể, một khi nguyên thai thành công, dung hợp làm một cùng với bản thân thì có thể đột phá giảng buộc, thành linh thành thánh. Tàng thai phá thánh là cửa ải lớn nhất của linh cấp, vô số người đều bị vây ở chỗ này, cả đời vô vọng. Cũng giống như Diệp Vấn Thiên Bệ Hạ, vệ giang đường chủ vậy. Không biết đã đạt tới hóa phàm bát trọng thời gian bao lâu rồi. Thế nhưng cũng chỉ có thể bị vây ở đỉnh phong, không có cách nào đột phá. Nếu như có đồ vật có thể khiến cho người ta đột phá loại cảnh giới này, như vậy có thể nói giá trị của bảo tàng này rất là kinh khủng. Ta đồng ý. Nhìn Trương sư một chút, sau khi được hắn đồng ý, Lạc Thất Thất tiến về phía trước một bước, đi tới bổ đoàn bái sư hành lễ, kế thừa Y bát. Trương Huyền chỉ là lão sư luyện đan của nàng, mặc dù cũng truyền thụ luyện khí, thế nhưng lại chưa thu đồ, coi như bái những người khác làm sư phụ thì cũng không tính là phá hỏng quy củ. Huống chi còn liên quan tới cái gọi là bảo tàng và truyền thừa. Sau khi phát ra lời thề, lúc này thanh âm bên trong cơ lò so mới tiếp tục vang lên. Người đã phát ra lời thề, như vậy ta cũng không giấu giếm, bí mật về bảo tàng này trước khi ta bị bắt đã để lại trong lòng đất nhà cũ trước kia. Chỗ tam tinh địa long, người chỉ cần dựa theo tam tinh bày trận ở nơi đó, lại thả xuống ba cái trận kỳ, tự nhiên đồ vật sẽ nhảy ra. Thanh âm chậm rãi kết thúc. Tam tinh địa long, nhà cũ, hai người trương huyền đồng thời sững sờ, thiếu chút nữa đã ngất đi. Người đang đùa bỡn ta sao? Người cũng đã chết hơn 2.000 năm, ai biết nhà cũ của người ở nơi nào? Tam tinh địa long lại là cái quỷ gì cơ chứ? Biết đây là thứ do cơ quan nhắn lại, coi như hỏi thăm thì cũng không hỏi ra nguyên do, cho nên hai người cũng không hiểu ra sao. Nói có bảo tàng, kết quả lại nói không rõ ràng, khiến cho bọn họ có chút mơ hồ. Nếu như Ngô Dương tử tiền bối cầm được thì đương nhiên không dám giữ bảo tàng gì gì đó, càng không biết sau khi mình chết, rốt cuộc người nào sẽ lấy được truyền thừa. Cho nên chuyện tin nhắn lại mơ hồ như vậy cũng xem như bình thường. Mặc dù buồn bực, nhưng Trương Huyền cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Hắn đã có được, nhưng lại không thể không chạy trốn, nhất định là thân bất do kỷ. Lúc này, nếu như giữ bí mật về bảo tàng ở trên người thì tất nhiên sẽ không bảo vệ được nó chương 1198, Diệt tộc 2. Chỉ là, nhà cố hắn ở chỗ nào chứ? Trương Huyền không nhịn được nói. Con không biết, thế nhưng, lão sư của Ngô Dương Tử năm đó ở trong Hồng Viễn Đế Đô, cũng chính là vị trí thành thị của Hồng Viễn Học Viện. Lạc thất thất nhớ lại một chút rồi nói. Nếu thực sự không được, trở lại học viện lại cẩn thận điều tra, mới 2.000 năm mà thôi, hẳn là có thể tìm ra được dấu vết để lại. Ừm, Trương Huyền gật đầu. Thời gian 2.000 năm, đối với loại vương quốc nhỏ như thiên huyền vương quốc này là thương hải tăng điền, biến thiên cực lớn. Thế nhưng đối với loại thế lực bá chủ như hồng viễn đế quốc, biến hóa sẽ không có rõ ràng như vậy. Đế quốc nắm giữ cường giả thánh vực, dựa theo tuổi thọ khoảng chừng 1.000 năm của bọn hắn, hơn 2.000 năm cũng chỉ mới 2-3 đời thôi. Nếu như thực sự muốn thẩm tra, có lẽ còn là có thể làm được. Nhìn truyền thừa của hắn xem thế nào đi biết tin tức bảo tàng thì cũng không cần phải lo lắng nữa trương huyền không còn xoắn suýt mà ra hiệu với nàng một cái lúc này lạc thất thất mới gật đầu đi về phía bệ đá phía trên có ba kiện đồ vật mà ngô dương tử để lại cho truyền nhân nàng không lấy hai loại trước mà là trực tiếp cầm lấy loại thứ ba cái này liên quan tới chuyện rời khỏi như thế nào tự nhiên sẽ là quan trọng nhất lão sư nói xong nàng đưa thư tịch tới ừm trương huyền tiếp nhận Tiện tay lật một hồi, vẻ mặt rất là cổ quái. Làm sao vậy, lão sư, chẳng lẽ bên trong không có phương pháp rời đi hay sao? Thấy vẻ mặt này của hắn, Lạc Thất Thất rất là khẩn trương. Nếu thực sự không được thì nguy rồi. Có thể ra ngoài, chỉ là ta đã thấy được một chút chuyện thú vị, vị Ngô Dương tử tiền bối này dường như không giống như tưởng tượng cho lắm. Trương Huyền mỉm cười nói, "Không giống." Lạc Thất Thất rất là nghi hoặc tự ngươi nhìn đi tiện tay đưa thư tịch cho lạc thất thất có chút nghi hoặc tiếp nhận cúi đầu nhìn qua sau khi xem xong vẻ mặt nàng cũng trở nên cổ quái đã sớm đoán ra được nàng sẽ có bộ dáng này trương huyền khẽ cười một tiếng vị ngô dương tử này lại là bị người của dị linh tộc bắt đi nói cách khác cái địa cung này là xào huyệt của dị linh tộc dị linh tộc lúc trước thống trị nhân loại phong quang cỡ nào mà bây giờ lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống ở trong cung điện dưới đất. Cho nên bọn chúng sẽ cảm thấy bên ngoài mới là quê hương của bọn chúng. Bởi vậy, trên tấm bia đá, vọng hương cư, thứ nhất mang theo ý nhớ nhà, cũng không phải là chỉ ngô dương tử, mà là bọn hắn. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên bên trong ba chữ to mang theo sát lục chi khí đặc hữu. Cái địa cung này là dị linh tộc vì tránh né truy sát mà xây dựng nên. Có mấy chục tộc nhân ẩn nấp, bởi vậy xây dựng cực kỳ tốt, coi như có rất nhiều người ở lại trong đó, cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Còn vì sao phải bắt Ngô Dương Tử thì lại rất đơn giản, đám dị linh tộc này vì tránh né danh sư đường không biết đã kéo dài mấy vạn năm. Bởi vì tộc nhân quá ít cho nên họ hàng gần thông hôn, tỷ lệ sinh dục dần dần hạ thấp, nhân khẩu càng ngày càng ít, mắt thấy sắp triệt để diệt phong. Biết hắn am hiểu luyện khí và cơ quan chi thuật, cho nên mới bắt đến đây, muốn để hắn hỗ trợ rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ ý tưởng tuy tốt thế nhưng dựa vào rèn luyện thân thể gia tăng tuổi thọ sao mà khó khăn cơ chứ đừng nói ngô dương tử chỉ là một luyện khí sư lục tinh xem như là bát tinh cửu tinh chỉ sợ cũng không làm được nếu không tin tức này nhất định sẽ truyền ra toàn bộ danh sư đại lục khiến cho vô số người đổ xô tới nếu có thể còn sống ai cũng không muốn chết ga hát ngô dương tử bị bắt tới đây sau đó bị nhốt vào trong gian thạch thất này thoạt nhìn mặc dù rộng lớn, thế nhưng trên thực tế lại một cái lồng giam, muốn thoát đi chỉ có thể thông qua cái cửa đá chật hẹp kia. Cho nên chỉ cần có người trông coi thì trên căn bản sẽ không ra được. Có thể nói, hắn ta bị giam giữ, đã mất đi tự do, cho dù có luyện khí làm bạn thì cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ. Vì vậy mới có, vòng yêu, khiến cho người ta khó có thể hiểu rõ được. Nhưng sau khi biết chuyện thì hai người lại biết vì sao lại có tên như thế. Sĩ Linh Tộc bắt hắn tới đây, mục đích là để hắn hỗ trợ rèn luyện thân thể đạt tới công hiệu kéo dài tuổi thọ kết quả tên này cũng điên dùng hết đủ loại thủ đoạn luyện chế cho thân thể của bọn họ càng thêm mạnh mẽ hơn nữa sẽ không hư hại nhưng cũng mất ý thức của bản thân biến thành từng đầu khôi lỗi chỉ có thể thi hành mệnh lệnh nói cách khác đầu khôi lỗi phía ngoài kia trên thực tế chính là một trong các tiền bối dị linh tộc bắt ngô dương tử kết quả bị hắn cứ thế luyện chế thành thứ đồ chơi này còn về sau nhất định đối phương cũng sẽ phát hiện ra vấn đề. Lại thêm vị ngô dương tử này tuổi thọ cũng đã tới tận cùng. Đến cuối cùng, hắn cũng không có rời khỏi. Trước đó vũ khí lưu truyền ra bên ngoài là do hắn thiết kế cơ quan, lặng lẽ thả ra ngoài, vốn hắn nghĩ sẽ có người có thể phát hiện ra rồi cứu hắn ra. Không nghĩ tới, một lần chờ, chính là hơn 2.000 năm. 2.000 năm, Thương Hải Tăng Điền, dị linh tộc ở nơi này, trừ những người bị hắn luyện chế thành khôi lỗi ra. Những kẻ còn lại hầu như đều chết hết, chính là như thế cho nên mọi người đi tới nơi này mới rỗng tuếch như vậy. Biết tuổi thọ sắp hết, Ngô Dương Tử để lại loại hình truyền thừa mới có tất cả mọi thứ mà bọn hắn nhìn thấy, còn Ra Hỏa phía ngoài luôn thủ hộ nơi này để phòng hắn rời khỏi, coi như trước khi chết cũng không có cách nào diệt trừ được, cho nên chỉ có thể mặc cho hắn tiếp tục còn sống. Cái này đến bây giờ là thất thất cũng không thể tin được. Ngô Dương Tử ở trong toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc cũng rất nổi danh, làm người chính trực, cương trực công chính. Thế nhưng nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này lại âm hiểm như thế. Luyện chế toàn bộ dị linh tộc bắt hắn thành khôi lỗi. Con mẹ nó thực sự quá điên a. À. Đây cũng không phải là hung ác bình thường, mà là chặt đứt cơ sở của người ta, diệt tộc. chương 1199, chém giết khôi lỗi một. Luyện chế dị linh tộc thành khôi lỗi, sau đó thiết lập một số lệnh khiến cho hắn giống như người bình thường trong khoảng thời gian ngắn quả thực khó mà phát hiện ra được có lẽ ngô dương tử tiền bối cảm thấy mỗi ngày đều có thể lừa dối đám gia hỏa này mắc lừa cho nên rất là khoái cảm vì vậy tự nhiên mới vong yêu trương huyền cười cười nhân tộc và dị linh tộc không đội trời chung làm luyện khí tông sư hắn ta cũng biết đạo lý này cho nên lúc vừa mới bị bắt đến nhất định là tức giận về sau mỗi ngày giết chết một hai tên, đổi lại là ai nhất định cũng sẽ hưng phấn mà vui đến mức quên cả trời đất. Sĩ linh tộc sống sót từ thượng cổ, mỗi một người đều có thực lực không yếu hơn hắn, kết quả. Đều bị hắn ta luyện chế thành khôi lỗi, diệt tộc, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đã nghiền. Còn vọng hương, nhìn cái lông gà A. Ở chỗ này có bao nhiêu khoái hoạt A. Chỉ có đồ đần mới nhớ nhà sốt ruột, sầu khổ tới mức không chịu nổi. Thư tịch ghi đến cuối cùng, chữ viết bay lên, Câu nói vui sướng, vừa nhìn đã biết tên này cao hứng như thế nào. Còn chuyện làm sao lừa dối nhiều dị linh tộc cam tâm tình nguyện tiếp nhận rèn luyện như vậy, tự nhận là trường sinh bất lão. Phía trên cũng không có ghi, cho nên hắn cũng không thể nào biết được cụ thể quá trình. Chỉ là, căn cứ vào phỏng đoán của Trương Huyền, hẳn là tiến hành theo chất lượng. Tỷ như, trước tiên hỗ trợ rèn luyện một cái cánh tay, cánh tay ảnh hưởng đối với tâm trí không lớn, một người thành công, hơn nữa cũng không thụ thương đương nhiên dẫn tới người thứ hai tới sau khi rèn luyện toàn bộ cánh tay người sau thành công lại bắt đầu chân xương sống thân thể khi tất cả mọi người tin tưởng thả lỏng cảnh giác thì hắn lại rèn luyện sọ não một lần hành động biến người đó thành khôi lỗi đương nhiên những chuyện này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi cụ thể như thế nào không có tận mắt nhìn thấy ai cũng không biết được chỉ biết là ngô dương tử tiền bối cương trực công chính cực kỳ chính trực này, dưới sự niềm nở cố gắng, vốn ban đầu phải kéo dài sinh mệnh cho dị linh tộc. Cuối cùng chúng lại bị toàn diệt. Dựa theo ngô dương tử lão sư ghi lại, địa cung này ít nhất có hơn 20 dị linh tộc, hầu như toàn bộ đều chúng chiêu số của người, biến thành khôi lỗi. Một lần giết chết nhiều dị linh tộc nhân như vậy, nếu như báo cáo lên danh sư đường, công huân rất lớn, đủ để khiến cho một gia tộc muôn đời không suy. Đột nhiên nghĩ đến một việc, lạc thất thất nói chu sát dị linh tộc, có công đối với nhân loại, có thể đi danh sư đường để lĩnh thưởng. Mà tu vi kẻ bị giết càng cao, số lượng càng nhiều thì ban thưởng cũng lại càng lớn, vị ngô tông sư này một người giết chết hai mươi mấy dị linh tộc tu vi không kém nhiều với hắn. Có thể ghi tên sử sách, khiến cho danh sư đường phù hộ hậu bối của hắn muôn đời không suy. Thậm chí, chỉ cần nói một câu, dù là để hậu nhân hắn đi làm hoàng đế hồng viễn đế quốc thì cũng rất đơn giản. Ừm, chuyện này trở về hai năm rõ mười báo cáo cho danh sư đường là được khen thưởng như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta trương huyền cười nói hiện tại chúng ta nên rời đi trước rồi lại nói sau lạc thất thất khẽ gật đầu căn cứ vào miêu tả của hắn chúng ta phải theo đường cũ trở về mặc dù đoạn long tỏa không mở ra thế chung quanh lại có cơ quan có thể lợi dụng nói cách khác nếu như muốn trở về thì đầu tiên phải giải quyết xong ra hỏa ở phía ngoài rồi lại nói sau trương huyền nói rời khỏi như thế nào ở bên trên thư tịch cũng có ghi chép nơi này là nhà tù giam giữ ngô dương tử cho nên đương nhiên không có khả năng có lối ra muốn rời khỏi nhất định phải đi qua đoạn long tỏa cái cơ quan này rất rõ ràng là không thể mở ra chỉ có điều ngô dương tử làm luyện khí đại sư đã lặng lẽ để lại hậu chiêu giúp bản thân đào thoát chỉ tiếc đến cuối cùng cũng không kịp thành công giải quyết nhớ tới đại gia hỏa kia, lạc thất thất lập tức lo lắng. Thực sự thật là đáng sợ. Đau thương bất nhập, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, hầu như không có chỗ thiếu hụt nào. Yên tâm đi, nếu như nói trước đó không có thiếu sót, hiện tại. Đã có. Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Trương Huyền khẽ cười một tiếng. Trước đó đối phó với đại gia hỏa kia, coi như thiên đạo thư viện chỉ ra vị trí thiếu sót, thế nhưng bằng vào lực lượng và thủ đoạn của hắn thì cũng bất lực cũng giống như con kiến muốn giết chết thần long vậy, biết thiếu sót, thế nhưng ngay cả ra người ta cũng không thể phá, giết thế nào đây chứ? Biết rõ nếu chém dụng đầu của thứ này thì nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng lực phòng ngự của đối phương rất mạnh, tốc độ nhanh, dùng sức mạnh lớn nhất và binh khí mạnh nhất cũng chỉ để lại một đạo ngân trắng. Đương nhiên hắn không phải là đối thủ. Cho nên, đối mặt với cường giả chân chính, tác dụng do thiên đạo thư viện đưa tới sẽ rất nhỏ, bởi vì chỗ thiếu sót của đối phương có khả năng còn mạnh hơn so với thực lực của ngươi. Vừa rồi lúc đối chiến, dùng hết tất cả vốn liếng cũng vô dụng. Thế nhưng bây giờ, băng vũ kiếm đã tấn cấp đến cấp bậc bán thánh thì lại thoải mái. Lão sư có ý là, trực tiếp ra tay, thấy hắn cầm lấy băng vũ kiếm, lạc thất thất sửng sốt. Nàng chỉ biết là băng vô kiếm này đã vượt qua linh cấp thượng phẩm, cấp bậc cụ thể thế nào nàng cũng không quá rõ ràng cho dù trình độ luyện khí đã đề thăng không ít, thế nhưng phương diện dám bảo vẫn kém xa Trương Huyền. Ừm, một lát nữa ta sẽ triệt tiêu đại trận, người từ chính diện hấp dẫn, ta đánh lén từ phía sau, tranh thủ một kích tất sát. Trương Huyền phân phó, lại nói chiến thuật kỹ càng một lần. Người cần phải làm như vậy. Vâng, nghe đến lão sư phân phó, lạc thất thất không chút do so dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Ngay cả luyện đan, luyện khí cũng có thể để cho nàng đồng thời tiến hành, hơn nữa còn thành công. Như vậy vị lão sư này, còn có cái gì mà không làm được cơ chứ? Đi tới trước mặt hồng viêm đỉnh, thu nó lại, cùng thời khắc đó, cổ tay nàng khẽ đảo, một cây trường cung lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nàng gài tên lên trên dây. Cây cung trước đó đã bị khôi lỗi hủy, mặc dù thứ này có bộ dáng tương tự, thế nhưng cấp bậc lại thấp hơn một chút, hiệu quả kém xa tít tắp. Chỉ là nàng cũng hết cách rồi, vũ khí linh cấp công kích từ xa nàng chỉ có một kiện, hiện tại chỉ có thể dùng thứ này cho đủ số. Thấy nàng đã chuẩn bị kỹ càng, Trương Huyền hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên, trực tiếp bay lên trên không trung. Tìm một hồi, dừng ở một chỗ, chân khí từ trong lòng bàn tay phun trào ra, bỗng nhiên chộp xuống phía dưới. Trương 1200, chém giết khôi lỗi khai. Ô ô ô ô, từng cái trận kỳ bị hắn rút lên, đại sảnh vốn đen kịt âm u nhìn không rõ ràng dưới dạ minh châu chiếu rọi, âm u dần dần biến mất, lần nữa lộ ra thân ảnh của đầu khôi lỗi kia. Giống, lúc nhìn thấy nó, đối phương cũng nhìn thấy lạc thất thất, nó gào thét một tiếng tức giận, trực tiếp lao đến. Chết, lông mi nhướng lên, lạc thất thất không dám dừng lại, trường cung trong tay giống như mưa to liên tiếp bắn tên về phía trước. Đinh 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 đinh, bởi vì uy lực không đủ, mũi tên rơi vào trên người đối phương cũng không có chặn lại được đường tiến lên của đối phương, thậm chí ngay cả da cũng không thể đâm rách được một chút nào. Không nghĩ tới uy lực lại kém nhiều như vậy, lạc thất thất cắn răng, cầm lấy trường cung ném về phía trước. Răng rác, bàn tay khôi lỗi chém một cái, trường cung đã bị chém thành hai khúc, người đã đi tới trước mặt. Thiết quyền mang theo tiếng gió gào thét, trực tiếp đập về phía nàng. Quyền phong gào thét, một khi bị đánh trúng, không cần phải nghĩ, nhất định sẽ bị mất mạng tại chỗ. Mắt thấy nắm đấm sắp đi tới trước mặt, lạc thất thất nhướng mày, cổ tay bỗng nhiên khẽ đảo. Con! Một tiếng oanh minh vang vọng, hồng viêm đỉnh mới vừa rồi bị nàng thu vào giới chỉ chữ vật lập tức xuất hiện ở phía trước. Bên trên lô đỉnh có lỗ hồng cung cấp than đá thiêu đốt, mà nắm đấm của khôi lỗi vừa vặn cắm vào trong đó, trực tiếp bị cố định vào đó, không thể động đậy. Hồng viêm đỉnh là bảo vật mà lúc trước ngô dương tử luyện khí để lại ngay cả hắn cũng không thể phá hủy, tự nhiên khôi lỗi cũng không làm được. Thấy một kích không được, vẻ mặt khôi lỗi rất là tức giận, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Phương pháp của lão sư quả thực có tác dụng. Thấy quả nhiên có hiệu quả, ánh mắt lạc thất thất sáng lên. Vừa rồi lão sư nói qua tình huống với nàng, vốn nàng cho rằng rất khó làm được. Thế nhưng không nghĩ tới nghiêm ngặt tuân thủ sắp xếp của lão sư lại có thể nhẹ nhõm hoàn thành nàng cũng không biết lão sư sao lại đoán ra được chuyện này phần tư duy và kinh nghiệm vận dụng thực tế trong chiến đấu này có thể nói là nghịch thiên xoạt ngay trong lúc nàng đang cảm khái chỉ thấy hàn mang trước mắt lóe lên thân thể khôi lỗi nhoáng một cái đầu đã rơi xuống lão sư chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau lưng đối phương một kiếm chém rơi đầu của hắn thật là sắc bén thấy băng vô kiếm nhẹ nhàng chém một cái thì đầu của đối phương đã rơi xuống Hai mắt lạc thất thất trợn tròn. Coi như nàng không có nhãn lực như trương huyền, thế nhưng giờ phút này cũng biết. Sau khi bỏ thêm hàn thanh thạch, lại tấn thăng lên, trường kiếm này tuyệt đối không phải đơn giản như linh cấp thượng phẩm. Thậm chí tuyệt phẩm cũng không làm được nhẹ nhõm như thế. Lão sư, băng vũ kiếm đã đạt đến cấp bậc gì rồi? Nàng không nhịn được mở miệng hỏi. Bán thánh. Trương huyền cũng không có dấu diếm. Cấp bậc bán thánh. Thân thể mềm mại của Lạc Thất thất run rẩy một cái. Loại vũ khí cấp bậc này, coi như luyện khí đại tông sư lục tinh cũng không phải nói luyện chế ra là có thể luyện chế ra được. Màng, ở trong trạng thái hôn mê lại có thể thành công được. Được rồi, cất kỹ đồ, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây đi. Thấy hai mắt nàng trợn tròn xoe, tràn ngập vẻ không thể tin được, Trương Huyền vung vung tay, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Danh sư học viện này thổi phồng nhau như vậy. Làm sao mỗi một học viên thiên tài mà hắn thấy đều giống như những đứa trẻ chưa thấy qua việc đời như vậy chứ? Luyện khí rèn đúc, đan lô tôi thép, trải qua rèn luyện như thế, băng vũ kiếm đã tấn thăng đến bán thánh. Chuyện này cũng coi như hợp tình hợp lý, có cái gì để ngạc nhiên cơ chứ? Vâng. Không biết nỗi nghi hoặc của Trương sư, là thất thất đè nén sự rung động trong lòng, lại thu sạch mọi thứ vào giới chỉ chữ vật. Sau đó quay người lại, đưa một cái thư tịch tới. Lão sư đây là công pháp luyện thể của Ngô Dương Tử Lão Sư, ngũ diệu kim thân, bí tịch linh cấp đỉnh phong. Sở dĩ nàng có thể thuyết phục được Trương Huyền cùng đi cũng là bởi vì Ngô Dương Tử Lão Sư có pháp quyết luyện thể, bây giờ nàng đã có được, cho nên trực tiếp cầm tới. Ừm, ngón tay Trương Huyền tiếp xúc một cái, sau đó lập tức thu về, nói. Người đã lấy được truyền thừa của Ngô Dương Tử tiền bối, đây là công pháp độc môn của hắn, ta cũng không muốn nữa. Dù sao, không phù hợp quy củ, người học tập cho tốt, tranh thủ không phụ hy vọng của hắn. Không có quan hệ thầy trò, bí tịch độc môn, bình thường rất ít khi truyền ra ngoài. Nếu không chẳng khác nào làm hỏng quy củ của danh sư đường, tất cả mọi người cũng không có bí mật gì có thể nói. Cái này, không nghĩ tới đối phương bởi vì quy củ mà cự tuyệt, Lạc Thất Thất hơi đỏ mặt, muốn nói điều gì đó lại không biết nên mở miệng như thế nào. Người khác nhìn thấy công pháp luyện thể quý giá như thế, nhất định sẽ nghĩ đến việc chiếm làm của riêng, thế nhưng lão sư lại trực tiếp từ chối. Nhân phẩm này, phần phẩm đức nghề nghiệp này khiến cho người ta bội phục và cảm động. Trương lão sư, về sau người chính là tấm gương của ta, Người làm thế nào thì ta sẽ học theo thế đó. Lạc thất thất phát ra lời thề. Nàng đã phục sát đất, thề học tập trương lão sư. Mà giờ khắc này Trương Huyền đang nhìn về phía bí tịch ngũ rượu kim thân trong thư viện, vẻ mặt như ăn phải mướp đắng. 78 chỗ thiếu hụt, mẹ nó, đây thực sự là công pháp luyện thể linh cấp đỉnh phong hay sao? Đùa nghịch ta sao, loại sách nát trình độ này mà còn coi là bảo bối truyền thừa, người bảo ta luyện thế nào ah Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1200